Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 46. Lâm Uyên hoảng rồi. Trước mắt ông ta còn không biết, lão tổ Tô Ma là ở trình độ gì nữa, có thể ngăn chặn mình được hay không, ông ta sợ sẽ bị Tô Ma giết ngược lại mình. Tô Ma cũng hoảng. Ông ta ra khỏi tháp hư không, không có thân thể, sức mạnh của linh hồn chưa được nuôi dưỡng và khôi phục, cho nên còn vô cùng yếu ớt. Dựa vào trạng thái trước mắt của ông ta mà xem thì rất khó để mà đối phó được với Lâm Uyên, sau khi nghe Tô Thương nói ra suy nghĩ của Lâm Uyên, đương nhiên trong lòng ông ta cũng run sợ. Một lúc sau, hai người cứ thế theo bản năng mà cùng lùi về sau mấy bước, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm vào đối phương. Lâm Uyên, sao còn chưa ra tay, còn đợi đến khi nào hả? Tô Thương nhìn thấy kế ly gián của mình có hiệu quả, liền nói tiếp, ông yên tâm. Tôi sẽ giúp ông, sau khi chuyện thành công, tôi còn đem tháp hư không tặng cho ông nữa, ông chắc chắn không còn phải sợ sự quấy rầy bởi những hiện tượng lạ của thiên đạo kia, thẳng một đường mà tấn cấp lên, trở thành người mạnh nhất giữa trời đất này. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ông đừng quên chuyện đã hứa với tôi, để tôi cùng với ông uy lâm thiên hạ. Lời này vừa nói ra, Tô Ma càng hoảng hơn nữa, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn Lâm Uyên, hận không xé nát được đối phương ra. Tô Thương, cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả? Lâm Uyên dừng lại một lúc rồi nghiến răng nói, tôi nói những lời này lúc nào hả, cậu đừng có mà ở đây chơi trò ly gián. Vừa nói, Lâm Uyên vừa nhìn về linh hồn trước mặt, giải thích nói, lão tổ, đừng nghe Tô Thương nói bậy bạ, tôi tuyệt đối trung thành với ông, có trời đất chứng giám. Từ khi có được truyền thừa của cờ bách độc, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch tìm cơ hội để giải thoát cơ thể của ông rồi. Lâm Uyên tiếp tục bày tỏ tấm lòng trung thành của mình, nói trời không phụ lòng người, hôm nay cải biến giới luyện võ cuối cùng cũng đã được khởi động, đại trận trấn áp cơ thể của ông cũng đã biến mất. Tôi đến tìm Tô Thương, chính là làm theo chỉ dẫn của ấn ký linh hồn của ông, ép Tô Thương thả ông ra ngoài. Lâm Uyên tiếp tục nói, lão tổ, ông tuyệt đối đừng nên mắc lừa cậu ta, Tô Thương không còn đường để lại nữa. Cho nên mới tìm cách khiến chúng ta trở thành trai cỏ cắn nhau và cậu ta sẽ trở thành ngư ông hưởng lợi. Tô Ma nghe vậy, cảm thấy có lý, liền gật đầu nói, ông là Lâm Uyên đúng không? Được, ông nói có lý có lẽ, tôi tin ông. Cảm ơn lão tổ đã tin tưởng. Lâm Uyên vội vàng chắp tay lại, nhất mực cung kính nói, đồng thời âm thầm dò xét Tô Ma, quan sát xem trạng thái bây giờ của đối phương là như thế nào. Nếu như lão tổ trở thành mối uy hiếp của mình thì ông ta không cần thiết phải giả bộ nữa. Hu! Cách đó không xa, Tô Thương nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức sững người lại, nhíu mày nói, Tô Ma, sao ông ngốc quá vậy, cứ vậy mà tin ông ta sao? Ông không phải là đã sống mấy nghìn năm rồi sao, chỉ dỗ ngọt ông một chút như vậy thì đã không còn tâm tư để phòng người khác nữa rồi sao? Tô Thương nói tiếp, Tô sở dĩ nói ra tất cả không phải là châm ngòi ly gián, chỉ là tôi thấy ông đáng thương quá, muốn nhắc nhở ông mà thôi, ông lại ngoảnh mặt làm ngơ, thật không biết sao ông có thể sống qua được mấy nghìn năm nữa, rồi sao lại có thể đạt được thành tựu như vậy ở trong cái thế giới tu chân người lừa ta gạt đầy rẫy như thế. Ha ha, Tô Thương, tôi sớm đã nói rồi, đừng nghĩ ai cũng xấu như vậy, trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt lắm. Tô Ma bắt đầu đi về hướng của Lâm Uyên, rất nhanh đã đến bên cạnh Lâm Uyên, không hề có chút đề phòng nào. Sau đó nói, Lâm Uyên đã kế thừa cờ bách độc của tôi, đạt được truyền thừa ở bên trong đó, vậy thì ông ta chính là đệ tử của tôi, thế nên tôi chắc chắn phải tin tưởng ông ta rồi. Nói đến đây, Tô Ma nhìn sang Lâm Uyên, khẽ cười nói, Lâm Uyên, ông có bằng lòng làm đệ tử của tôi không? Bằng lòng. Lâm Uyên vội vàng quỳ một chân xuống đất, hai tay chắp lại nói, sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy. Ha ha ha, được. Vừa rời khỏi nơi quỷ quái tháp hư không kia thì đã thu nhận được một đệ tử đắc ý. Tô Ma vuốt vuốt chòm râu cười nói, hôm nay đối với tôi mà nói đúng là một ngày lành tháng tốt mà. Đồ nhi Lâm Uyên, bái tôi làm sư phụ, con yên tâm đi, sư phụ sẽ không để con phải chịu thiệt đâu. Tô Ma chân thành nói, từ nay về sau, sư phụ nhất định sẽ chú trọng bồi dưỡng cho con, giúp con trở thành cao thủ siêu cường, phấn đấu vượt qua cả sư phụ. Đặt chân vào cảnh giới tiến để trong truyền thuyết. Vâng, sư phụ, đồ nhí nhất định sẽ cố gắng. Lâm Uyên vô cùng kích động nói. Tốt, Tô Ma hài lòng gật đầu,
nói tiếp, đồ nhi, con đem cơ thể của sư phụ trả lại cho sư phụ đi, sư phụ nhìn thấy chính mình gọi mình là sư phụ thì có chút xấu hổ. Hu, tình cảm, cái lão già này, chờ Lâm Uyên là vì cái khúc này mà, bái phục nha. Tô Thương liếc mắt thôi cũng đã biết Tô Ma đang chơi trò gì rồi, nhưng anh cũng không nói gì nhiều, mà chỉ đứng ở bên chờ xem kịch hay mà thôi. Chuyện này, sư phụ. Lúc này, Lâm Uyên khó khăn nói, bây giờ e là không được, cơ thể của Đồ Nhi vẫn đang ở dưới núi Võ Đang, sức mạnh linh hồn của con lại khá yếu, bây giờ xuất ra khỏi cơ thể này thì e rằng không quá mấy phút thì linh hồn của con sẽ bị tiêu tán đi mất. Đúng rồi, sư phụ, linh hồn của sư phụ nhìn thoáng qua thì trông như người thật vậy, hơn nữa còn tản ra uy thế vô cùng mạnh mẽ, sư phụ tu luyện bằng cách nào vậy? Lâm Uyên vội vàng hỏi. Chấm. Tô Thương ở bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, dường như anh đã nhìn thấu hết mọi việc. Chiêu này của Lâm Uyên được nha, nhìn thì tưởng là chỉ hỏi bâng quơ mà thôi nhưng thực tế chính là đang muốn thăm dò thực lực hiện nay của Tô Ma. Cao thủ so chiều, chiều nào chiếu nấy đều là chí mạng nha. Ha ha, bị con nhìn ra rồi, không tệ, linh hồn của sư phụ đã từng được tăng cường lên đó. Tô Ma cởi mở cười đắc ý nói. Sư phụ có một bí thuật chuyên dùng để tăng cường linh hồn, sức mạnh linh hồn lúc trước còn mạnh hơn nhiều so với bây giờ kìa, thậm chí còn có thể xuất linh hồn ra để chiến đấu nữa cơ. Nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi, sư phụ đã bị nhốt hơn 100 rồi, cái tháp hư không đáng chết, khiến cho sư phụ tách biệt hoàn toàn với thế gian, do đó việc tu luyện sức mạnh linh hồn bị tiêu hao. Tô Ma giống như củ cải trắng ngốc nghếch, tiếp tục nói, bây giờ mà nói thì sư phụ vẫn còn khá yếu. Đoán chừng nếu miễn cưỡng thì cũng có thể đối phó được với kết đan trung kỳ thôi. Thì ra là vậy. Sau khi tìm hiểu xong, Lâm Uyên liền có được kết luận, lão tổ Tô Ma không có cơ mưu gì cả, vô cùng chân thành, đối với mình cũng không có đề phòng gì. Cho nên, Lâm Uyên tin tưởng những lời Tô Ma nói. Lúc này nghe được thực lực cực bạo của Tô Ma cũng chỉ sánh ngang với kết đan trung kỳ, Lâm Uyên không khỏi có chút suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Nhìn chăm chú vào lão tổ Tô Ma. Sư phụ sẽ không lừa gạt con, Đồ Nhi, sư phụ. Hử, Đồ Nhi, sao sắc mặt của con lại kém như vậy? Tô Ma đang nói, bỗng nhiên phát hiện Lâm Uyên biến sắc, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía mình. Ha ha, Lâm Uyên không thèm giả bộ nữa, cười nhạo nói con không muốn ở dưới người khác, con không muốn đi ra khỏi cơ thể cường mạnh này, cho nên, sư phụ thành toàn cho con đi nhé. Thành toàn? Ý gì vậy chứ? Tô Ma lập tức biến sắc, thấp thỏm lo âu nhìn Lâm Uyên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ha ha, đương nhiên là như thế này rồi. Lâm Uyên híp hai mắt lại, mặt mày dữ tợn, rồi đột nhiên lấy ra cờ bách độc, trong chớp mắt một luồng lực hút bao quanh lấy Tô Ma. À, cái đầu nhiệt độ, uổng công tạo tốt với mày, mày thế mà. Tô Ma còn chưa nói hết câu thì linh hồn đã bị hút vào trong cờ bách độc, hoàn toàn biến mất khỏi nơi đó. Hừ, thứ gì chứ, cũng dám vọng tưởng làm sư phụ của tôi, không nhìn thấy tôi chỉ là đang miễn cưỡng với ông thôi sao? Ngoan ngoãn ở trong cờ bách độc trước đi, chờ tôi lấy được tháp hư không, giải quyết Tô Thương rồi thì sẽ luyện hóa ông, để ông trở thành một phần của tôi. Lâm Uyên nở một nụ cười, sau đó lại nhìn sang tháp hư không trên đỉnh đầu của Tô Thương. Tham Lam nói, tháp hư không, tôi đến rồi đây. Vừa nói, Lâm Uyên vừa đằng không bay lên, muốn cướp đi tháp hư không. Tô Thường thấy vậy, liền động suy nghĩ một cái, thu hồi lại tháp hư không. Nhưng ngay lúc này, Lâm Uyên lại đột nhiên xông về phía anh, lạnh giọng nói, hừ, không biết sống chết, dám ngăn cản tôi lấy tháp hư không, cậu chết trước đi. Đối diện với Lâm Uyên đang chiếm giữ cơ thể của Tô Ma. Tô Thương căn bản không hề có lực đánh trả lại. Chính ngay lúc này, Vương Phú Quý đột nhiên xuất hiện, chắn ngay trước cơ thể của Tô Thương. Cùng với một âm thanh vang lên thì Vương Phú Quý trực tiếp bị Lâm Uyên đánh bay đi, cả cơ thể rơi mạnh xuống mặt đất. Phút. Sau khi ngã xuống đất, Vương Phú Quý há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hô hấp dần trở nên suy yếu, ý thức bắt đầu mơ màng. Vương Đại Thiếu Gia. Tô Thường thấy vậy, vội vàng chạy tới, ôm lấy Vương Phú Quý đang bị thương nặng, hốc mắt ửng đỏ, nghiến răng nói, con mẹ nó nhà cậu, tôi cần cậu đỡ dùm tôi sao?
Ha, ha, Tô đại thiếu gia, phụt, tôi không sao, cậu nhìn tôi còn khỏe. Vương Phú Quý vì không muốn để cho Tô Thương lo lắng, nên gượng cười, nhưng đang nói thì lại phun ra một ngụm máu nữa, hô hấp vô cùng yếu ớt. Cậu đừng nói chuyện nữa. Tô Thương vô cùng cảm động, vội vàng dùng linh khí của mình, đưa vào trong cơ thể của Vương Phú Quý. Mặc dù cảnh giới của Vương Phú Quý thấp hơn của anh, nhưng cũng là luyện khí tầng 9 rồi, linh khí của Tô Thương hiệu quả cực kỳ nhỏ. Tô đại thiếu gia, đừng lãng phí linh khí nữa, tôi biết anh có một loại thân pháp vô cùng mạnh, đừng lo cho chúng tôi, nhanh đi đi. Vương Phú Quý hệ hấp đứt quãng, yếu ớt nói. Tô Thương, Vương Phú Quý nói đúng đấy, anh đi trước đi, em sẽ liều chết để ngăn lão độc vật lại. Ở nơi xa, Thiên Sơn Tuyết đang nằm dưới đất, dùng sức mạnh của toàn thân cố gắng đứng lên. Thạch Hạo Hãn, Thạch Cửu Thiên, Trương Mộ Cổ, Đoàn Khánh Sinh, cũng đều như vậy. Triệu Chỉ Nhược cũng không hề do dự, về phần Lan Diệu Y thì có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giúp Tô Thương một tay. Tây Môn Long Ngâm biểu cảm khá phức tạp. Anh ta sở dĩ thần phục Tô Thương là vì muốn có được sức mạnh cường đại, nhưng ai mà ngờ, ngay đêm hôm nay đã gặp phải chuyện này chứ. Tây Môn Long Ngâm có thể cảm nhận được, kể từ khi mình ký kết khế ước chủ tớ với Tô Thương thì mạng của mình đã gắn chặt với mạng của Tô Thương rồi. Bản thân mình chết rồi thì Tô Thương cũng không bị tổn hại gì, nhưng nếu như Tô Thương chết rồi thì chính mình cũng sẽ chết theo. Cho nên, đấu tranh một lúc thì Tây Môn Long Ngâm vẫn là lựa chọn theo cùng một chiến tuyến với đám người Thạch Hạo Hãn, dự định giành lấy một tia sống sót. Tôi! Lúc này, Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, rồi lại lần lượt nhìn từng người, hai mắt anh đỏ ửng lên, nghiến răng nói, mọi người đều là người thân yêu nhất của tôi, là anh em chân. Tay của tôi làm sao mà có thể bỏ mặc mọi người được chứ? Hôm nay, cho dù là có phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thì tôi cũng sẽ không lâm trận mà bỏ trốn. Tô Thương trình trọng nói. Ha ha, trọng tình trọng nghĩa quá, nhưng mà, Tô Thương, cho dù như cậu muốn chạy thì có thể thế nào chứ? Cậu nghĩ cậu chạy thoát được sao? Lâm Uyên lạnh lùng nói, bây giờ, cậu, chịu chết đi, tôi muốn giết cậu thì cũng không có ai có thể ngăn cản được. Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Uyên liền trở nên lạnh lùng, không hề lưu tình, ông ta dự định tốc chiến tốc thắng. Núi Võ Đang dù sao cũng không phải là nơi nên ở lại lâu, cộng thêm cơ thể này của mình vẫn đang bị những hiện tượng lạ quấy nhiễu. Cho nên, Lâm Uyên chuẩn bị nhanh chóng lấy được tháp hư không, rồi tìm một nơi không có ai, luyện hóa hồn phách của lão tổ Tô Ma, nắm giữ tháp hư không, uy lâm thiên hạ. Hừ, muốn giết Tô Thương, đã được tôi đồng ý chưa hả? Ai mà ngờ, chính ngay lúc này, bỗng nhiên có một khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn nơi đó. Tiếp theo đó, một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng từ trên không bay tới, như tiên nữ từ trên trời bay xuống, đứng chắn ngay trước. Mặt Tô Thương lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Lâm Uyên. Xoạt xoạt xoạt. Một giây sau, ánh mắt của mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn về phía người này, hoàn toàn đều bị cô ấy thu hút. Quá đẹp. Quá mạnh. Đó chính là suy nghĩ bây giờ của tất cả mọi người ở đó. Chị Tây, Tây Giao. Sau khi nhìn rõ mặt mũi người mới đến này, Tô Thương liền ngẩn ngơ cả người, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Ha ha, nhóc con. Một thời gian rồi không gặp, cậu đã là trúc cơ rồi, không tệ, không tệ. Tây Giao xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Thương, mở miệng khen ngợi. Chị Tây Giao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Thương sau khi chào hỏi xong liền trực tiếp hỏi, chuyện gì thế này, chị không phải là người luyện võ sao, sao đột nhiên lại trở thành người tu chân rồi, mà cảnh giới lại còn mạnh như vậy nữa chứ? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Tây Giao mỉm cười nói, lúc đầu tôi chỉ là niêm phong ký ức, nhập thế tu hành mà thôi. Trên thực tế, tôi đến từ thập đại cổ tộc, là lão tổ của nhà họ Tây của cổ tộc. Tây Giao nói tiếp, Tây Lạc Diệp, cậu gặp rồi chứ, ông ta không nói thân phận của tôi cho cậu sao? Cổ tộc, nhà họ Tây, lão tổ. Tô Thương chấn kinh thật rồi, sau đó lại nở một nụ cười khổ, trả lời nói, không có. Người nhà họ Tây, sau khi cải biến giới luyện võ khởi động thì đã rời đi rồi. Lúc đó tôi cũng khá là tò mò, có hỏi người phụ trách của nhà họ Tây, lão tổ của bọn họ là ai,
tại sao lại hạ lệnh giúp tôi, nhưng người nhà họ Tây không có trả lời. Chị Tây Giao, thực lực bây giờ của chị, quá mạnh rồi nhỉ, vượt xa cả trúc cơ đỉnh phong, nhưng dường như cũng không phải là giả đan, lẽ nào chị đã kết đan rồi sao? Tô Thương không nhịn được liền hỏi. Không có kết đan. Tây Giao lắc đầu, sau đó thành thực nói, từ sau khi chiến sĩ luyện khí tiền tần biến. Mất, ở hành tinh này đã không cho phép người tu chân cảnh giới kết đan được xuất hiện nữa rồi. Chuyện này, ắt hẳn cậu cũng đã biết, người kết đan sẽ chịu sự giày vò của những hiện tượng lạ, hoặc là chết, hoặc là đi vào con đường tinh không cổ lộ. Tây Giao nói tiếp, lúc nãy cậu nhắc đến cảnh giới giả đan, xem ra cậu cũng biết nguồn gốc của cảnh giới giả đan rồi. Ngưng tụ kim đan, sau khi phá hủy, quay trở lại cảnh giới trúc cơ, đó chính là giả đan. Tây Giao cười nói, lúc đầu cậu đoán không sai, tôi bây giờ chính là cảnh giới giả đan. Không thể nào. Tô Thương biểu lộ nghi ngờ nói, tôi từng gặp qua giả đan, Nam Cung Dận lúc trước ngăn cản tôi khởi động cải biến giới luyện võ chính là giả đan, thực lực của ông ta so với chị chính là cách biệt một trời một vực. Đó là đương nhiên rồi. Tây Giao khẽ cười nói, Nam Cung Dận chỉ là một tên hậu bối nhỏ nhoi, cũng chỉ là giả đan một kiếp mà thôi. Đương nhiên không thể so với tôi được rồi. Cảnh giới giả đan, cũng có phần mạnh yếu, lần thứ nhất tần cấp kết đan, sau khi phá hủy trở lại trúc cơ chính là một kiếp cảnh giới giả đan. Tây Giao giải thích nói, nhưng mà, có một vài người tu chân mạnh, có nghị lực lớn, sau khi trở về trúc cơ thì lại lần nữa ngưng kết được kim đan, sau đó lại phá vỡ, đó chính là giả đan kiến thứ hai. Mỗi một lần phá vỡ kim đan, chính là thập tử nhất sinh. Phải là người đã từng trải qua thống khổ mới chịu đựng được, cho nên cứ một lần chính là một kiếp. Tây Giao nói thêm. Thì ra là vậy. Tô Thương gật đầu, lần đầu tiên anh nghe nói đến chuyện này, trong lòng tràn đầy kính phục đối với người tu chân ở trái đất. Linh khí thì khô kiệt, lại bị thiên đạo hạn chế, nhưng người tu chân ở trái đất vẫn vượt qua được vô vàn gian nan và nguy hiểm, không ngừng tìm kiếm con đường để trở nên mạnh hơn, thật đáng buồn, đáng tiếc biết bao. Chị Tây Giao, chị đã trải qua mấy lần phá hủy kim đan rồi, nói cách khác, chị là giả đan kiếp thứ mấy vậy? Đột nhiên, Tô Thương tò mò hỏi. Nghe Tô Thương hỏi thăm, Tây Giao mỉm cười nói, nhóc con, cậu hỏi cái này làm gì? Chính là hơi hiếu kỳ thôi. Tô Thương không nhịn được liền nói, chị Tây Giao, tôi nhìn uy thế quanh thân của chị, chắc không yếu hơn kết đan trung kỳ nhỉ? Không vào kết đan nhưng lại có thực lực của kết đan trung kỳ. Chuyện này thực sự là quá sức tưởng tượng mà. Tô Thương đoán tiếp, chị Tây Giao, chị ít nhất cũng đã trải qua 7, 8 lần phá hủy kim đan rồi nhỉ? Không có. Tây Giao lắc đầu, thành thực nói, cậu tưởng phá hủy kim đan dễ lắm sao? Người tu chân mỗi lần phá hủy kim đan đều là thập tử nhất sinh, người có thể vượt qua được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tây Giao nói tiếp, hơn nữa, lần thứ hai phá hủy kim đan thì còn khó khăn gấp mấy lần lần thứ nhất, cứ vậy mà suy ra những lần sau. 7, 8 lần, cậu cũng dám nghĩ đến nữa, đoán chừng cả thiên hạ này cũng không ai là được đến được bước đó đâu. Tây Giao khẽ cười nói, đến bây giờ, tôi cũng chỉ mới phá hủy 6 lần mà thôi, cảnh giới giả đan lục chuyển thực lực tương đương với kết đan trung kỳ. Nghe nói đạt tới giả đan thất chuyển thì có thể so với kết đan hậu kỳ rồi. Thì ra là vậy. Tô Thương gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp vậy, chị Tây Giao, ở trên trái đất cao thủ như chị nhiều không? Không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tây Giao cười nói, nhưng tôi nghe nói, 20-30 năm trước cũng chỉ có mấy lão già của cổ tộc là đạt được đến ngũ chuyển. Nhưng mà, mấy năm qua rồi cũng không biết bọn họ có tiến bộ lên không? Mấy người, nói xong chưa hả? Tô Thương còn đang tính hỏi thêm mấy chuyện thì ngay lúc này Lâm Uyên ở nơi xa mở miệng cắt ngang, lạnh giọng nói xong rồi thì tôi nên tiễn hai người cùng lên đường rồi. Ồn ào! Tây Giao lạnh lùng nhìn Lâm Uyên, nhíu mày nói, lại là lão già nhà ông, lần trước ở biên giới phía nam chính ông là người có ý đồ muốn dế tê chết tên nhóc con này, tôi không để ý một chút thì đã để ông chạy trốn mất. Hôm nay, ông lại muốn ra tay với tên nhóc này, đúng là dai như đỉa mà. Tây Giao mặt vô cảm nói, hừ, hôm nay, tôi sẽ nhổ cỏ tận gốc, khiến cho ông hồn phi phách tán. Mặc dù Lâm Uyên đã mượn dùng cơ thể của Tô Ma, nhưng cảnh giới của Tây Giao cũng không hề yếu,
cảnh giới giả đan lục chuyển đó nha. Tuy không phải là kết đan chân chính nhưng lại có một phần thực lực của người tu chân kết đan chân chính, đương nhiên cô ấy có thể nhận ra hồn phách của Lâm Uyên rồi. Nhớ tới chuyện lần trước, đôi mắt đẹp của Tây Dao lại càng thêm lạnh lẽo, tràn đầy sát ý với Lâm Uyên. Ha ha! Lâm Uyên nghe đến lời này, lập tức cười đùa nói, chỉ dựa vào cô mà cũng đòi giết tôi sao? Tây Dao, thực không dám giấu, kể từ ngày đó, tôi đã luôn nghi ngờ thân phận của cô, một sĩ quan huấn luyện nhỏ nhoi của nước Hoa, sao lại có thực lực cường đại như vậy chứ, quá sức tưởng tượng mà. Cho nên, tôi đã điều tra thân phận cô một chút, biết được cô chính là sư tỷ của Hoàng thượng Long Hành Thiên, đến từ một tông phái nhỏ, tông phái đó, lại thuộc về nhà họ Tây, một trong 10 cổ tộc. Sau khi điều tra một phen thì tôi cũng mơ hồ biết được, cô ắt hẳn là đến từ nhà họ Tây, chỉ là tôi tuyệt đối không ngờ tới, cô vậy mà là lão tổ của nhà họ Tây. Lâm Uyên nói tiếp, nghe nói thực lực của lão tổ nhà họ Tây thâm sâu khó lường, cho dù là mấy lão cổ quái của các cổ tộc khác cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng mà, Tây Dao, hôm nay cô gặp phải tôi, lúc này, tôi đã có một cơ thể vô địch thiên hạ, cô lấy gì mà đánh được tôi chứ? Lâm Uyên cười đùa nói, đến đi, Tây Dao, đến cho tôi xem cái gọi là cảnh giới giả đan lục chuyển đi. Vừa dứt lời, Lâm Uyên nở một nụ cười nhạo, sau đó điều khiển cơ thể của Tô Ma xông thẳng về phía Tây Dao. Chị Tây Dao, cẩn thận, cơ thể này của ông ta rất mạnh đó. Tô Thương vội vàng nhắc nhở. Ừm, Tây Dao gật đầu, cùng lúc đó ánh mắt cô ấy run lên, dâng trào chiến ý, rồi xoay người nghênh chiến với Lâm Uyên. Mặc dù ngoài miệng cô ấy luôn coi thường Lâm Uyên nhưng trên thực tế cô ấy cũng vẫn có chút kiêng dè Lâm Uyên. Bởi vì từ trên cơ thể này của Lâm Uyên, cô ấy cảm nhận được một uy thế vô cùng cường hãn, vậy nên cô ấy cũng không dám khinh địch. Bù! Chỉ thấy trong quá trình di chuyển của Tây Dao, ngón tay ngọc ngà của cô ấy không ngừng bấm quyết, ngay lập tức có 9 con rồng vàng bỗng nhiên hiện lên, lượn quanh cơ thể của cô ấy. Cùng lúc đó, khí tức của Tây Dao cũng tăng vọt lên, dưới sự hỗ trợ của 9 con rồng vàng kia, khí tức hào hùng bao phủ khắp 8 phía. Cửu Long Quyết. Công pháp mà Tây Dao tu luyện được gọi là Cửu Long Quyết, đó là công pháp đỉnh phong của người tu chân ở trái đất. Chấm, lúc đầu khi cô ấy niêm phong ký ức của mình lại, trở thành người luyện võ, thì Cửu Long Quyết từ đó lại biến hóa thành Cửu Long chân khí, có thể quét ngang cùng một cõi. Hiện nay, Tây Dao ở mật thất của nhà họ Tây, một lần nữa trở lại thành người tu chân, hồi phục lại lực chiến đấu đỉnh phong của mình, thì Cửu Long chân khí cứ thế mà trở lại thành Cửu Long Quyết. Lúc này, 9 con rồng vàng do linh khí tạo thành đang dương nanh múa vút quanh người Tây Dao, thanh thế ngút trời. Lão Lâm Uyên cũng không hề sợ hãi, ông ta ỷ vào tấm thân thế cường hãn này của mình, tiếp tục hướng thẳng về phía Tây Dao. Cứ như vậy, hai người ở giữa không trung giao đấu với nhau. Ầm, ầm, ầm. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường bị linh khí phá tan hoang, sóng dư âm của cuộc chiến vang dội ra 4 phía. Mặc dù Lâm Uyên nắm giữ thân thể của Tô Ma, nhưng Tây Dao cũng đã hoàn thành lục chuyển, là đại diện cho lực chiến đấu chí cường của cổ tộc. Bởi vậy, lúc hai người vừa bắt đầu giao đấu, thì vẫn bất phân thắng bại, trong thời gian ngắn rất khó mà phân được cao thấp. Tô Thương, cô ấy là ai vậy? Chính ngay lúc này, Thiên Sơn Tuyết Lê lết tấm thân bị thương nặng đi đến bên cạnh Tô Thương, nhỏ giọng dò hỏi. Chuyện này... Tô Thương dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn Thiên Sơn Tuyết, giải thích nói, cô ấy quen biết với cha mẹ anh, 20 năm trước đã quen biết nhau rồi, cha mẹ anh và cô ấy, còn có một đoạn tranh chấp tình cảm nữa kìa. Hừ, Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, nở một nụ cười, nói, thì ra là đối thủ cạnh tranh của bác gái, chậc chậc chậc, xem ra năm đó bác Tô cũng khá là hạnh phúc nha, cùng lúc có hai người đẹp có tình cảm với bác ấy. Chuyện này... Tuyết Nhi, e là em hiểu lầm rồi. Tô Thương sờ sờ sống mũi, nhỏ giọng nói, người chị Tây Dao thích không phải là cha của anh. Ý gì vậy, lúc nãy không phải anh nói, cô ấy có tranh chấp tình cảm với cha mẹ anh sao, không thích bác Tô, chẳng lẽ lại thích? Thiên Sơn Tuyết đang nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức kinh ngạc nói, Tô Thương, cô ấy chắc không phải là cong chứ, cô ấy thích con gái sao? Đúng vậy. Tô Thương thành thực gật đầu nói. Quá đáng tiếc rồi, người con gái đẹp như vậy, thực lực còn mạnh như vậy,
vậy mà lại là Bách Hợp. Thiên Sơn Tuyết lộ ra vẻ tiếc hận. Lúc trước chị Tây Giao là cong, nhưng mà, hình như bị anh bẻ thẳng rồi. Tô Thương không hề giấu giếm Thiên Sơn Tuyết, anh đem chuyện xảy ra ở biên giới phía Nam kể hết cho đối phương nghe, sau đó còn nói thêm, Tuyết Nhi, tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp, chị Tây Giao bị trúng độc kế của lão độc vật, không làm chuyện đó thì sẽ chết, anh cũng không biết chuyện gì, anh bị đánh ngất đi rồi, cho nên. Không cần phải giải thích với em nói rồi, em không quan tâm anh có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ quan tâm những người phụ nữ của anh có sạch sẽ hay không. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, nhưng mà, Tô Thương, anh chịu thiệt lớn rồi, nói đến việc này thì, anh cũng xem như bị cưỡng, thật là mất mặt mà. Nghe Thiên Sơn Tuyết nói vậy, mặt Tô Thương liền đỏ bừng lên, trong lòng vô cùng xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống. Cũng may Thiên Sơn Tuyết cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, mà quan sát cuộc chiến ở trên không trung. Tô Dương cũng nhìn sang, nhất thời không khỏi thở dài. Người tu chân ở trái đất, thật quá khó khăn rồi, bị thiên đạo khống chế, có thể đạt tới kết đan nhưng lại không dám đi đến bước này. Nhưng đồng thời, người tu chân của trái đất cũng khiến cho người khác phải kính nể, thế mà có thể nghiên cứu ra con đường giả đan, ở giữa trúc cơ và kết đan chân chính. Lặp lại vòng tuần hoàn này, tìm kiếm sức mạnh chiến đấu siêu cường. Dưới sự so sánh này, thì mấy người tu chân ở Huyền Thiên Tiên vực thật quá hạnh phúc rồi, không chỉ được ở nơi có linh khí dồi dào mà còn không cần lo lắng đến cái gọi là hiện tượng lạ kia. Có thể tưởng tượng, nếu như người tu chân của trái đất đến được Huyền Thiên Tiên vực thì sẽ gây ra chuyện chấn kinh lớn như thế nào chứ? Mấy người đó có đánh chết cũng không ngờ được rằng còn có người tự nguyện phá vỡ kim đan. Thậm chí lại còn phá vỡ đi phá vỡ lại kim đan nữa chứ. Nếu như thật sự có một ngày, người tu chân ở trái đất có thể đến được Huyền Thiên Tiên vực, nhờ vào linh khí dồi dào, cùng với hoàn cảnh tu luyện không có hạn chế gì này thì ắt hẳn không lâu sau sẽ leo lên đến hàng tuyệt đỉnh luôn nhỉ. Dù sao, trong môi trường khắc nghiệt như trái đất, người ta còn có thể trở thành người cự phách, thì thiên phú chắc chắn phải là dạng bậc nhất rồi. Mấy tông phái ở Huyền Thiên Tiên vực sao có thể đối mặt được với người tu chân của trái đất chứ? Suy nghĩ đến đây, Tô Thương bỗng nhiên nhớ ra, người tu chân ở trái đất đạt tới cảnh giới kết đan có thể thông qua con đường tinh không cổ lộ đi đến ngoại vực, cũng không biết mấy người đó, bây giờ như thế nào rồi nữa. Chính ngay lúc Tô Thương đang suy tư đến mấy vấn đề này thì từ trên không trung vang lên một tiếng ầm cực lớn, đồng thời cũng kèm theo ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Sau khi luồng ánh sáng đã tiêu tán dần đi, Tô Thương liền phát hiện ra, cơ thể Tây Giao đang rơi xuống, 9 con rồng vàng vốn bao quanh cơ thể cô ấy cũng đã tiêu tán mất rồi. Nhìn lại Lâm Uyên thì cũng không tốt giống như vậy, miệng phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt thì tái nhợt. Điều quan trọng nhất chính là lúc nãy ông ta vì muốn đối phó với Tây Giao mà đã lấy ra cờ bách độc. Sau khi trải qua một cuộc chiến đấu ác liệt, cờ bách độc đã tuột ra khỏi tay của Lâm Uyên. Rơi xuống mặt đất, tản ra ánh sáng đen yếu ớt. Nhưng thương thế của ông ta tổng thể mà nói thì cũng không nặng lắm, hô hấp cũng không hề khó khăn. Bịch. Một bên khác, sau khi Tây Giao rơi xuống đất, thì cô ấy nhanh chóng đứng vững lại, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc nhợt nhạt vô cùng, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, không nhịn được liền nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. 9 con rồng của tôi đã hợp nhất lại, bộc phát ra hết sức mạnh. Cho dù là cơ thể kết đan đỉnh phong cũng không có cách gì chống lại được. Tây Giao nhìn chăm chú Lâm Uyên, nghiến răng nói, mà khí tức trên cơ thể của ông, cũng chỉ là kết đan hậu kỳ mà thôi, dưới sự tấn công của cửu long hợp nhất, sao có thể chỉ bị thương nhẹ chứ? Nói xong, Tây Giao lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại nhợt nhạt thêm mấy phần. Tô Thương vội vàng chạy lên trước, đỡ lấy Tây Giao lại biểu lộ mình không sao. Ha ha ha. Lâm Uyên thấy vậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, đắc ý cười nhạo nói, Tây Giao, không thể không nói thực lực của cô vô cùng mạnh, không hổ là cao thủ siêu cường uy chấn cổ tộc. Nhưng, cảnh giới của cái cơ thể này như thế nào chỉ là kết đan chứ? Lâm Uyên cười nói tiếp, đừng nói cô chỉ là giả đan lục chuyển, cứ coi như cô có phá vỡ kim đan hơn 2 lần nữa thì lại làm sao chứ, trên trái đất này không có ai có thể phá hủy cái cơ thể này được. Thực lực của cô... Bây giờ chỉ còn lại 3-4 phần nhỉ, bây giờ cô có thể chết được rồi. Còn có cậu, Tô Thương, cùng với từng người ở đây, các người đều phải chết.
Khóe miệng Lâm Uyên cong lên, từ trên không trung đáp xuống, chậm rãi đi về phía Tây Giao, đồng thời vẫy vẫy tay về phía cờ bách độc đang ở trên mặt đất, muốn thu hồi cờ bách độc lại. Đáng chết! Là do tôi xem thường ông ta. Ánh mắt Tây Giao lạnh lùng, sau đó nhìn sang Tô Thương, nhỏ giọng nói, nhóc con, bây giờ tôi sẽ thăng hoa cực điểm, dốc hết sức lực ra, thì có thể giữ chân ông ta được 5 phút, cậu mang bọn họ đi đi, tôi hỗ trợ phía sau. Chị Tây Giao, chị nói gì vậy chứ, chị vì cứu tôi mới đến đây, sao tôi có thể bỏ chạy được? Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Tây Giao, rồi lại nhìn sang cờ bách độc, bỗng nhiên nảy ra một chủ ý, bèn nói, chị Tây Giao, chị thật sự có thể giữ chân ông ta được 5 phút sao? Ừm, có thể, Tây Giao tự tin nói. Vậy thì tốt, phiền chị Tây Giao giữ chân ông ta lại một chút, tôi tự có cách đối phó với ông ta. Tô Thương vừa nói, đồng thời vừa điều động tất cả sức mạnh của linh hồn trong nháy mắt bao phủ lấy cờ bách độc. Hừ, Lâm Uyên vốn nghĩ mình chỉ cần giơ tay trên không một cái thì có thể thu hồi được cờ bách độc, không ngờ lại bị Tô Thương ngăn lại, thế là ông ta lại bắt đầu cùng Tô Thương tranh đoạt quyền khống chế cờ bách độc. Vèo, nhưng mà, sức mạnh linh hồn của ông ta rất yếu, sao có thể giành lại với Tô Thương được? Chỉ qua một lúc thì cờ bách độc đã nằm gọn trong tay của Tô Thương rồi. Tô Thương! Ha ha ha, cướp đi rồi thì sao chứ, rất nhanh thôi cậu sẽ chỉ là một người chết. Lâm Uyên thẹn quá hóa giận, thế là không hề do dự, xoay người lao tới giết Tô Thương. Có tôi ở đây, ông đừng mơ đụng vào một sợi lông của nhóc con. Tây Giao thấy vậy, hai tay nhanh chóng bấm quyết, một lần nữa ngưng tụ ra 9 con rồng dài, đồng thời khí tức cũng tăng vọt lên, lao tới ngăn Lâm Uyên lại. Sau đó, Tây Giao và Lâm Uyên lại tiếp tục đánh nhau, cuộc chiến vô cùng kịch liệt. Về phần Tô Thương, thì lại đứng ở một bên, bình tĩnh tâm thần thăm dò cách mở cờ bách độc, thả Tô Ma ở bên trong ra. Lâm Uyên nhận được chỉ dẫn của Tô Ma mới biết cách khống chế cơ thể Tô Ma. Tô Thương từ đầu đến cuối luôn cảm thấy Tô Ma chắc chắn sẽ có cách đối phó với Lâm Uyên, bằng không ông ta tuyệt đối sẽ không nói cho Lâm Uyên biết cách khống chế cơ thể của mình. Bởi vì Lâm Uyên có được cơ thể của mình, sẽ vô cùng mạnh, Tô Ma không thể không nghĩ tới chuyện này. Nếu như ông ta không có kế hoạch dự phòng thì Lâm Uyên chẳng phải có thể tùy ý nắm giữ được ông ta sao? Là một lão quái vật sống mấy nghìn năm, loại sai lầm này chắc chắn không thể phạm phải được. Cho nên, Tô Thương dự định thả Tô Ma ra, để Tô Ma đi đối phó với Lâm Uyên. Chỉ là, cờ bách độc không phải là một thứ đồ đơn giản. Trong chốc lát anh không có cách gì mở cờ bách độc ra được. Thời gian, Tô Thương cần thời gian, nhưng thời gian, cứ từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua. Không đến 6 phút, Tây Giao đã không còn chịu đựng được nữa rồi, cô ấy bị Lâm Uyên đánh bay đi, ngã xuống đất không đứng lên được nữa. Giờ phút này, Tây Giao chính là súng đã hết đạn, linh khí trong cơ thể đã tiêu hao hết toàn bộ, cô ấy đã không còn năng lực chiến đấu lần nữa rồi. 2 phút. Mình chỉ còn kém 2 phút nữa thôi. Lúc này, Tô Thương đầu đầy mồ hôi, nghiến răng nói. Ha ha, cậu hết cơ hội rồi. Lâm Uyên nở nụ cười nhạo, sau đó bước nhanh về phía trước, chuẩn bị ra tay. Cùng lúc đó, Thạch Hạo Hãn, Thạch Cửu Thiên, Thiên Sơn Tuyết, Trương Mộ Cổ, Đoàn Khánh Minh, Lan Diệu Y, Triệu Chỉ Nhược, Ali. Mọi người lần lượt xông lên chắn ngay phía trước Tô Thương. Nhưng đáng tiếc cũng không làm nên chuyện gì cả, Lâm Uyên phất ống tay áo lên, liền đem bọn họ đánh bay đi hết. Lúc này, phía sau lưng của Tô Thương, Vương Phú Quý nhìn thấy Lâm Uyên đang chậm rãi đi tới, biểu lộ hết sức phức tạp. Cậu ta cúi đầu xuống, nhìn cái kèn sona trong tay, liền rơi vào trầm tư, không nói lời nào. Tô Thương, chết đi cho tôi. Bỗng nhiên, Lâm Uyên mặt mày dữ tợn, bàn tay mang theo uy thế kinh khủng. Không chút lưu tình nào đánh xuống Tô Thương. Tô Thương vẫn đang phá giải cờ bách độc, trong lúc nhất thời không cách nào bứt ra được, những người khác ở đó đều đã ngã xuống, và đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Tô Thương, chết là không nghi ngờ gì. Mẹ nó, mình đang do dự cái gì chứ? Tô Đại Thiếu Gia là anh em của mình, anh ấy không thể chết. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Phú Quý bỗng nhiên bộc lộ ra cánh tay thượng cổ. Đồng thời giơ cao cái kèn sona trong tay lên, cắn răng hô to kiếm, tôi phải dùng kiếm, kiếm dương quyền.
Ầm. Trong nháy mắt, một đạo sấm sét chợt hiện ra, trời đất đột nhiên thay đổi màu sắc. Kiếm. Thời khắc cuối cùng, Vương Phú Quý không quan tâm tới điều gì nữa, đánh tan những cản trở trong lòng, chọn biến kèn Sona trong tay thành bảo kiếm. Kèn Sona này, sau khi Tô Thương luyện chế nó, đã để Vương Phú Quý chuẩn bị hậu thủ. Chỉ cần Vương Phú Quý đồng ý, chỉ trong tích tắc là có thể biến kèn Sona thành một thanh bảo kiếm mạnh mẽ. Nhưng Vương Phú Quý chính mắt thấy mẹ cậu ấy chết dưới trường kiếm, để lại trong lòng bóng ma không thể vứt bỏ được, bởi vậy mới bài xích kiếm vô cùng. Cậu ấy vốn là thái ly kiếm thể, nếu dùng kiếm, sẽ rất mạnh, thậm chí còn đi lên con đường vô địch. Nhưng suy cho cùng vẫn chẳng có cách nào để chiến thắng bóng ma, trong khoảng thời gian này trước sau vẫn không muốn đối mặt. Ngay cả khi tỉ thí với Vương Giã, cậu ấy tự nguyện bị đào thải, chứ không hề thay đổi hình thái của kèn Sona. Tuy nhiên, giờ này phút này, Tô Thương gặp nguy hiểm, Vương Phú Quý nôn nóng vạn phần, cuối cùng quyết đoán đưa ra quyết định. Cậu ấy phải dùng kiếm, cậu ấy muốn trở nên mạnh mẽ, cậu ấy phải bảo vệ người anh em tốt nhất của mình. Kể từ khi lắp cánh tay thượng cổ vào, vẫn luôn có một thanh âm vang lên trong đầu Vương Phú Quý. Kiếm, cầm kiếm lên, cậu sẽ đạt được sức mạnh tối cao. Ban đầu, Vương Phú Quý cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Nhưng thanh âm này, lại không ngừng vang lên. Hơn nữa, cậu ấy có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cường đại của cánh tay thượng cổ này. Vì thế, Vương Phú Quý tin. Cánh tay thượng cổ này thần bí khó lường, Vương Phú Quý vẫn chưa nghiên cứu thực sự kỹ lưỡng. Nhưng cậu ấy kết luận, nếu cậu ấy thực sự nắm lấy thanh kiếm ấy, tất nhiên sẽ kích phát sức mạnh của cánh tay, từ đó sẽ có được sức mạnh vô cùng lớn mạnh. Vì cứu Tô Thương, hiện giờ. Vương Phú Quý quyết định thử một lần, nhìn xem rốt cuộc cậu ấy mạnh tới mức nào. Đoàng. Lúc này, trên không trung, đầu tiên là tiếng sấm vang lên, tiếp đó là sấm sét ầm ầm, khí thế khủng bố. Gần như ngay lập tức, kèn Sona trong tay Vương Phú Quý bỗng biến thành một thanh trường kiếm dài 7 thước. Thanh trường kiếm này, toàn thân màu xanh lá, ánh lên hàn quang lạnh thấu xương, mặt kiếm trải rộng văn lạc phức tạp. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, khí thế trường kiếm phát ra, thổi quét khắp nơi, dẫn sấm sét tới, đập vào mũi kiếm, không khí bốn phía ầm ầm vang dội. Kiếm Vương Quyền. Đó là pháp khí Tô Thương luyện chế cho Vương Phú Quý, Kiếm Vương Quyền. Tay cầm Kiếm Vương Quyền, cánh tay thượng cổ của Vương Phú Quý như được triệu hồi, đột nhiên bộc phát một cỗ sức mạnh hùng mạnh. Phù. Vương Phú Quý hít hà một hơi, vài giây sau, cánh tay thượng cổ khôi phục bình thường. Quang mang tiêu tan. Nhưng Vương Phú Quý lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc lại biến thành một người tu chân cảnh giới kết đan. Kết đan sơ kỳ. Quá khủng bố. Phải biết rằng, trước đó Vương Phú Quý chỉ mới là luyện khí tầng 9, thậm chí còn chưa trúc cơ nữa. Nhưng bây giờ, cậu ấy lại vượt qua trúc cơ, trực tiếp đặt chân tới kết đan, tốc độ tiến bộ này thực sự quỷ dị quá rồi đấy. Soạt soạt soạt. Giây phút này, ánh mắt mọi người tại hiện trường đều dừng trên người Vương Phú Quý, trong mắt tràn ngập chấn động và không thể tin nổi. Cái gì, anh Phú Quý vậy, vậy mà lại mạnh tới mức này sao, xem ra trước đó là tôi xem thường anh ấy rồi. Trương Mộ Cổ kinh ngạc nói. Khí tức khủng khiếp quá, còn mạnh hơn Nam Cung Giận nữa, đừng nói cậu ta kết đan rồi nhé. Thạch Hạo Hãn nhìn không được suy đoán. Đoạn Khánh Sinh lại lắc đầu nói, không thể nào. Trái đất không cho phép xuất hiện người tu chân cảnh giới kết đan, nếu không sẽ bị điểm xấu quấy nhiễu, nhưng quanh thân Vương công tử lại không hề xuất hiện điểm xấu. Phải chăng là do vừa mới đặt chân tới kết đan, thiên đạo vẫn chưa kịp phản ứng? Thiên Sơn Tuyết đưa ra suy đoán. Không đâu, Lan Diệu Y phủ định, năm đó khi sư phụ tôi đặt chân tới kết đan, tôi đứng ở một bên quan sát, bà ấy thăng cấp kết đan rất khó khăn, muốn chống lại thiên đạo, phải trải qua trăm cay ngàn đắng. Sư phụ tôi mới đặt chân đến cảnh giới kết đan, nhưng ngay sau đó, bà ấy đã xuất hiện điểm xấu. Tôi đã ngưng kết kim đan 6 lần rồi, quả thật như lời cô nói, ngay khi người tu chân đặt chân tới kết đan, điểm xấu sẽ lập tức xuất hiện, cho nên nếu muốn thành tựu giả đan thì phải nhanh chóng, không thể do dự, sau khi ngưng kết kim đan thành công, tất nhiên phải nhanh chóng phá hủy. Tây Giao nhìn Vương Phú Quý, nghi hoặc nói, nhưng thanh niên này sao lại thế này? Cậu ấy đã là kết đan sơ kỳ rồi,
trên người vậy mà lại không có điểm xấu, kỳ quái quá. Quan tâm nhiều thế làm gì, không biết cậu ta có thể đối phó với lão độc vật không? Triệu Chỉ Nhược bên cạnh nhỏ giọng nói, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn Tô Thương. Tây Dao và Thiên Sơn Tuyết đương nhiên chú ý tới, nhao nhao liếc mắt nhìn Triệu Chỉ Nhược một cái, cũng không nhiều lời. Lúc này, Lâm Uyên cũng nhận ra sự thay đổi của Vương Phú Quý, nháy mắt dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Phú Quý. Mạnh quá! Tại sao thanh niên trước mắt này lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Này còn chưa tính, mấu chốt là, sao sau khi cậu ta ngưng kết kim đan, lại không bị điểm xấu quấy nhiễu? Còn có, uy thế phát ra từ thanh viến trong tay cậu ta vậy mà lại mạnh hơn cờ bách độc của ông ta ư? Hửm! Đợi đã! Cánh tay kia! Đột nhiên, Lâm Uyên như phát hiện ra chuyện gì đó kỳ lạ, vẻ mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Quen thuộc quá! Ông ta thế mà lại cảm nhận được khí tức quen thuộc từ cánh tay Vương Phú Quý, giống như cơ thể hiện tại của ông ta, xuất phát từ cùng một nguồn gốc. Lâm Uyên cúi đầu nhìn cánh tay trái trống rỗng của mình, trong đầu lập tức có suy đoán lớn mật. Chẳng lẽ cánh tay cầm kiếm của thanh niên chính là cánh tay trái đã mất của lão tổ Tô Ma? Người trẻ tuổi! Nghĩ đến đây, Lâm Uyên nhìn Vương Phú Quý, trầm giọng nói, tôi thấy cậu có hai cánh tay trái, cánh tay cầm kiếm kia của cậu. Từ đâu mà có? Ngay lúc này đây, Vương Phú Quý cầm kiếm vương quyền trong tay, đã đặt chân đến cảnh giới kết đan, đương nhiên chẳng cần lừa Lâm Uyên, nhàn nhạt nói, lão Đông Tây, có quan hệ gì với ông đâu? Hừ, Lâm Uyên lạnh lùng nói, cánh tay kia là của tôi, nếu cậu lập tức trả lại cho tôi, có lẽ tôi sẽ suy xét chuyện tha cho cậu một mạng. Ông suy nghĩ cái rắm ấy, lão tử hiện tại mạnh như vậy, còn cần ông đại phát từ bi tha mạng. Vương Phú Quý quả thật có chút huênh hoang, hùng hổ nói, lão cẩu, ông muốn giết anh em tốt của tôi, mẹ nó, chịu chết đi. Giọng nói vừa dứt, Vương Phú Quý cầm kiếm vương quyền trong tay, chuyển mình về phía Lâm Uyên. Hừ, không biết điều, một khi đã như vậy, tôi sẽ giải quyết cậu trước, rồi tự mình tháo cánh tay cậu ra. Lâm Uyên giận không thể át, sau khi hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Vương Phú Quý. Dầm, keng. Kế tiếp, Vương Phú Quý và Lâm Uyên tiếp tục đánh, cảnh tượng không kém gì trận chiến vừa rồi giữa Lâm Uyên và Tây Dao. Trong một khoảng thời gian, hai người khó phân thắng bại. Mặc dù Vương Phú Quý chỉ mới vào kết đan, còn Lâm Uyên lại có thể so với kết đan hậu kỳ. Tuy nhiên, Vương Phú Quý là thái ly kiếm thể, thiên phú kinh người, đương nhiên có năng lực chiến đấu vượt cấp. Còn Lâm Uyên, ông ta đã mất đi cờ bách độc. Hơn nữa cũng chưa dung hợp hoàn toàn với thân thể Tô Ma, cho nên không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Vì vậy, Vương Phú Quý và Lâm Uyên, đánh khó tách khó rời. Nhưng đây là lần đầu tiên Vương Phú Quý dùng kiếm, không có duyên cớ quen thuộc với nó. Nếu không vì thương thế của Thái Ly kiếm thể, với kiếm dương quyền trong tay, Vương Phú Quý vượt qua hai cảnh giới nhỏ, nhất kiếm nháy mắt hạ gục kết đan hậu kỳ cũng chẳng có gì lạ cả. Bên kia... Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tô Thương nhanh chóng quét sạch ấn ký linh hồn Lâm Uyên để lại trên mặt cờ bách độc, đồng thời mở cờ bách độc ra. Vèo! Trong khoảnh khắc, một đạo linh hồn như có thực chất, mặt xám màu cho thoát ra từ bên trong cờ bách độc. Mẹ kiếp khốn nạn thật! Chiếc cờ bách độc này, là tôi đây chế ra, kết quả suýt chút nữa đã hại chết mình, đáng ghét thật! Lần đầu tiên bước ra, đi ra trước tiên. Tô Ma không nhịn được mà chửi tục về chiếc cờ bách độc. Được rồi, đừng oán trách nữa, đây đều là do ông tự làm tự chịu. Lúc này, Tô Thương nhìn về phía Tô Ma, thản nhiên nói, Tô Ma, tình hình bây giờ ông cũng thấy rồi đấy. Người kế nhiệm của ông, có ý nghĩ gì về linh hồn của ông, trong lòng ông cũng biết rõ rồi. Tô Thương nói tiếp, bây giờ, ông chỉ có thể bắt buộc để cậu ta thoát ta khỏi cơ thể ông, như vậy chúng ta mới an toàn được. Vừa rồi, trước khi mở cờ bách độc ra, Tô Thương nhìn Vương Phú Quý và Lâm Uyên chiến đấu một cái. Tuy bây giờ hai người họ ngang tài ngang sức, nhưng dù sao thì Vương Phú Quý cũng là lần đầu tiên dùng kiếm chiến đấu, cộng với việc Lâm Uyên khống chế sức mạnh bản thân không bình thường như mọi khi. Nếu tiếp tục đánh nhau, chắc chắn Vương Phú Quý sẽ không chống cự được bao lâu, nên thua cuộc là chuyện tất yếu sẽ ra. Cho nên, Tô Thương mới đem linh hồn của Tô Ma thả ra từ cờ bách độc.
Ừm. Tô Ma nhận lấy ánh Tô Thương, gật đầu nói, cậu nói không sai, là tôi nhìn nhầm rồi, không ngờ tên này lại lòng lang dạ thú như thế, đến cả tôi mà cũng muốn nuốt chửng, tôi đây tất nhiên sẽ không tha cho nó đâu. Chỉ bất quá, Tô Thương, sức mạnh linh hồn của tôi bây giờ quá yếu, tôi biết tháp hư không của cậu, có mấy linh hồn nữa. Tô Ma cầu xin nói, chỉ cần cậu đưa bọn chúng cho tôi, sau khi tôi nuốt chửng bọn chúng, sức mạnh của linh hồn sẽ tăng lên, nhất định có thể khiến Lâm Uyên ra khỏi cơ thể tôi, đến lúc đó nguy hiểm có thể giải trừ được ngay. Ha ha! Tô Thương nghe vậy, liền để lộ ra một nụ cười lạnh, chăm chú nhìn Tô Ma nói ra, không phải chứ, đến lúc đó chỉ sợ ông sẽ hợp nhất với cơ thể của mình, rồi trở mối nguy hiểm mới của tôi thì sao? Cậu nói cái gì vậy chứ? Suy nghĩ của Tô Ma đã bị nhìn thấu, bỗng có chút xấu hổ, nhưng lại không thừa nhận, Tô Thương, tốt xấu gì thì chúng ta cũng coi như ở chung với nhau khá lâu, tôi với người nhà họ Tô các cậu, cũng có chút quan hệ, ông cố Tô Vô Kỵ của cậu, lại càng là bản thân chí cốt của tôi, sao tôi lại có thể gây khó dễ cho cậu được? Thật sao? Tô Thương nhíu mày nói, sẽ không gây khó dễ cho tôi. Ha ha, nói như vậy là sau khi đuổi Lâm Uyên đi, ông thật sự có thể hợp nhất với linh hồn mình thật sao? Ta! Tô Ma nghe vậy, do dự vài giây, sau đó không giả vờ nữa, mà ngả bài nói thẳng luôn, Tô Thương, để tôi nói thật với cậu vậy. Cậu đoán không sai, tôi sẽ quay trở về với cơ thể của mình, đây là điều mà cậu không thể nào ngăn cản được. Tô Ma bỗng nghiêm túc nói, hơn nữa, cậu không thể ngăn cản tôi được, cho dù ông cố nội Tô Vô Kỵ của cậu có ở đây đi nữa, thì ông ấy cũng không thể ngăn cản tôi đâu. Hả, tại sao chứ? Tô Thương nhíu mày, muốn nghe Tô Ma giải thích. Bởi vì, đại cục cải biến giới luyện võ mở ra, đã phá vỡ sự cân bằng của quy định tiên đế ngoại vực, khí hậu trái đất chẳng mấy chốc sẽ thay đổi thôi. Biểu cảm nghiêm túc của Tô Ma, như chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Tô Thương bỗng hứng thú, bèn hỏi lại, nói tiếp đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi nhớ lúc trước tôi đã từng nói với cậu, trái đất chỉ là một trận thí nghiệm của tiên đế ngoại vực thôi. Tô Ma nói, ba vị tiên đế ngoại vực, vượt qua khoảng không vô tận, rồi tìm đến trái đất, rồi dùng trái đất làm thí nghiệm, để chứng minh cho dự đoán của bọn họ, rồi tìm ra một cơ hội khác. Nhưng, chung quy lại tiên đế ngoại vực cũng khinh thường trái đất rồi đấy, ba người bọn họ hợp lực lại, căn bản cũng không có cách nào vào được trái đất. Bởi vì, bên ngoài trái đất, có một đại trận của tự nhiên, bao phủ toàn bộ trái đất, dựa vào phương diện kiến thức khoa học bây giờ để mà nói, thì gọi là tầng ozone. Tô Ma nói tiếp, tóm lại, tiên đế ngoại vực đã bị chặn ở đại trận, cũng chính là ở bên ngoài tầng ozone, không thể nào có thể tiến vào được, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến thí nghiệm mà bọn họ tiến hành ở trái đất. Theo tôi được biết, thí nghiệm của bọn họ đã tiến hành được mấy ngàn năm rồi cơ. Tất nhiên, tiên đế ngoại vực tiên đế cũng không phải người trung thực, bọn họ cũng có thủ đoạn của mình. Tô Ma tiếp tục nói, khoảng hơn 2.000 năm trước, có một tên tiên đế ngoại vực, nắm giữ cánh cửa thời không, tên đó đã dùng một lượng sức mạnh rất lớn để tiến vào bên trong trái đất, đưa đi một nhóm người tu chân siêu việt của trái đất. Theo thông tin tôi được biết, tiên đế ngoại vực phải tiêu hao một nguồn tài nguyên lớn, hơn nữa phải đè nén cảnh giới xuống thấp, mỗi khi ở trái đất nhiều hơn một phút, thì cơ thể sẽ bị thương nhiều hơn, cho nên cái giá mà bọn họ phải trả khi đến trái đất là rất lớn. Với lại, từ đó về sau, đại trận tự nhiên bảo vệ trái đất đã được tăng cường thêm rất nhiều, tầng ozone so với lúc trước đã dày thêm gấp mấy lần, độ khó của tiên đế ngoại vực đến trái đất lại càng khó hơn. Thế nhưng, hơn 100 năm trước, một vị tiên đế có tiếng của thông thiên không biết đã dùng thủ đoạn gì, để đi tới trái đất, rồi phá vỡ sự yên tĩnh này. Đơn giản người kia, và ba vị tiên đế ngoại vực, không phải cùng một phe cánh, hơn nữa cũng không muốn giúp đỡ trái đất, thoát khỏi sự phiền toái của tiên đế ngoại vực. Tô Ma nói ra, do đó, vị nhân vật có tiếng kia, đã làm rất nhiều chuyện, cửu chuyển cải thiên trận của núi Võ Đang, cũng là do ông ta bố trí. Ông ta từng nói, tiên đế ngoại vực không muốn con người ở trái đất mạnh lên, để tránh việc vượt xa khỏi phạm vi tầm kiểm soát của ông ta. Bởi vậy, bọn họ mới ban lệnh cấm cho người tu chân, không được bước vào cảnh giới kết đan, nếu không thì chỉ có chết, hoặc rời khỏi trái đất này. Tô Ma tiếp tục nói, liên quan đến diễn biến của giới luyện võ,
bọn họ cũng là ngầm đồng ý. Nhưng tương tự, bọn họ không hy vọng người luyện võ lớn mạnh đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Cho nên bọn họ đề ra quy tắc, không cho cảnh giới trên võ thần lục địa, lại xuất hiện cảnh giới mới. Tô Ma nói tiếp, mà cửu chuyển cải thiên trận, cũng là vì giúp đỡ vị tiên đế của trái đất kia, nó có thể giữ lại thủ đoạn lật đổ quy tắc của tiên đế ngoại vực. Một khi mở ra, hệ thống giới luyện võ sẽ xuất hiện cảnh giới mới, giới luyện võ có thể mạnh lên một cách vô hạn, từ đó có thể khiêu chiến với sức mạnh quyền uy của tiên đế ngoại vực, có lẽ sẽ thoát ra khỏi sự khống chế của tiên đế ngoại vực. Mà tất cả điều này, đương nhiên là điều mà bọn họ không muốn nhìn thấy, vì vậy, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Tô Ma nghiêm túc nói, lão môn chủ của thiên cơ môn kia, đã từng tiên đoán, sau khi giới luyện võ thay đổi, trái đất sẽ xuất hiện những người mạnh của ngoại vực, tiên đế ngoại vực sẽ không đích thân ra tay, mà sẽ mở một lỗ hổng để các cao thủ của ngoại vực, tiến vào trong trái đất. Nói đến đây, Tô Ma nhìn về phía Tô Thương, nói, Tô Thương, cậu có thể tưởng tượng mà xem, sau khi những cao thủ của ngoại vực vào trong trái đất, thì sẽ làm gì vậy? Bây giờ, chỉ cần linh hồn của tôi hợp nhất với cơ thể, đương nhiên thực lực sẽ đạt đến đỉnh cao trong nháy mắt. Tô Ma nói nghiêm túc, ta sẽ là thủ hộ địa cầu trung kiên lực lượng, cho nên, ngươi nhất định phải giúp ta, đem hư không tháp bên trong mấy đạo hồn phách, cho ta đi. Những lời này, Tô Ma không muốn khiến người khác biết, cho nên đã dùng phương thức truyền âm để nói cho Tô Thương. Tô Thương nghe xong, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, anh ấy nhìn ra được, Tô Ma không hề nói dối. Hơn nữa, kết hợp với thông tin mà bản thân biết được, Tô Thương cảm thấy, Tô Ma nói cũng không sai. Nếu thật là như vậy, tôi nhất định sẽ giúp ông. Tô Thương chăm chú nhìn Tô Ma, nghiêm túc nói, tôi có thể tin tưởng ông không? Bây giờ tôi giúp ông hồi sinh, lỡ như có người mạnh của ngoại vực đến thật, ông lại không xuất hiện thì làm sao? Ha ha ha! Tô Ma nghe vậy, trong mắt hiện lên một ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát ý nói, Tô Thương, cậu coi thường tôi quá rồi đấy. Năm đó tiên đế ngoại vực, đã ra tay với tôi, cả đời này khó mà quên được, nếu có cơ hội giết chết bọn họ, tôi nhất định sẽ xung phong đi đầu, dù cậu không ra tay, thì tôi cũng không chùn bước. Được. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đồng ý với ông. T. Tô Thương không do dự nữa, mà lập tức đưa ra quyết định, đem hồn phách lão tổ tông nhà họ Đỗ đã câu dẫn được từ chỗ Đỗ Phi Dương, thả ra ngoài từ trong tháp hư không. Vù vù. Tháp hư không mở ra, linh hồn mấy lão tổ nhà họ Đỗ hiển hiện giữa không trung. Bọn họ đã chết nhiều năm rồi, mặc dù sức mạnh linh hồn đã được bảo tồn nhưng lại không có linh trí, trôi nổi trong không khí. Đa tạ. Tô Ma mở miệng nói cảm ơn với Tô Thương, ngay sau đó nuốt chửng toàn bộ hồn phách tổ tiên nhà họ Đỗ. Mặc dù hồn lực của Tô Ma hiện giờ tương đối yếu, nhưng ông ta đã từng cực kỳ mạnh mẽ, trấn áp luyện hóa hồn phách này kia cả nhà họ Đỗ, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc ông ta đã thành công, sức mạnh linh hồn tăng mạnh, uy thế tản ra khiến lòng người giật mình. Những hồn phách này yếu quá, ngay cả 1% hồn lực của tôi cũng chẳng khôi phục nổi. Tô Ma có chút ghét bỏ, rồi nói, tuy nhiên, với trạng thái của tôi hiện giờ đối phó với Lâm Uyên kia, thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn. Giọng nói vừa dứt, con người Tô Ma trở nên lạnh lẽo, ánh mắt chuyển động nhìn trận đấu phía trước. Tô Thương cũng theo đó nhìn qua. Giờ này khắc phút này. Vương Phú Quý cầm kiếm vương quyền trong tay, đánh nhau với Lâm Uyên đánh nhau, hiện trường kiếm khí tung hoành. Với thực lực của Vương Phú Quý, chỉ sợ kết đan hậu kỳ bình thường đã sớm thua trong tay cậu ấy rồi. Tuy nhiên tính phòng thủ của cơ thể mà Lâm Uyên khống chế thật sự quá mạnh, thế mà có thể kiên cường cản lại kiếm khí Vương Phú Quý đánh ra. Ngay cả khi Vương Phú Quý đánh một kích toàn lực, cũng chỉ để lại vết xước rất nhỏ trên cơ thể Tô Ma mà thôi, không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với ông ta. Nếu còn tiếp tục đánh như vậy, khi linh khí của Vương Phú Quý hao hết, chính là lúc cậu ấy thua cuộc. Điểm này, Lâm Uyên đương nhiên hiểu rõ, nhưng ông ta chú ý tới Tô Ma đang ở phía xa xa, trong lòng căng thẳng, lập tức nảy sinh ý định rút lui. Tô Thương chết tiệt, cậu vậy mà dám thả ông ta ra, chờ mà xem, lần sau thấy cậu, tôi sẽ giết cậu. Bỏ lại một câu, Lâm Uyên sẽ rời khỏi, định tạm lánh mũi nhọn trước đã, dù sao ông ta vẫn có thể sử dụng cơ thể này thêm mấy ngày nữa.
Mặc dù cơ thể đang bị điểm xấu ăn mòn, nhưng với trình độ thâm sâu của cơ thể này, trong khoảng thời gian ngắn, tất nhiên sẽ chịu đựng được. Còn ông ta có thể tìm cơ hội khác, đơn độc phục kích Tô Thương, cướp tháp hư không? Ánh mắt lão tổ Tô Ma ngay lúc này hoàn toàn dọa sợ Lâm Uyên, khiến ông ta chẳng còn ý định chiến đấu nữa. Ha ha! Đồ chó vong ân phụ nghĩa, ông không chạy được đâu. Tô Ma lộ ra một mặt cười lạnh, hồn phách ngay sau đó bắn về phía Lâm Uyên, trực tiếp hoàn toàn đi vào cơ thể mình, cùng Lâm Uyên tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Cút ngay cho tôi! Lâm Uyên sợ hãi không thôi, nhưng vẫn cắn chặt răng, muốn loại bỏ Tô Ma. Đáng tiếc thay! Hiện tại Tô Ma, hồn lực ngập trời, hơn nữa đây vốn là cơ thể ông ta, đương nhiên sẽ chiếm được ưu thế trời cao ưu ái. Hồn phách cả hai giây dưa vài phút, Lâm Uyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hiện trường dần yên lặng. Ha ha ha! Hơn 100 năm rồi! Hồn phách và cơ thể ông đây ước chừng đã bị tách ra hơn 100 năm, bây giờ cuối cùng cũng trọng sinh rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Ma điều khiển cơ thể chính mình, lơ lửng trên không trung, khắp cơ thể tản ra uy thế khủng bố. Vù vù. Ngay sau đó, cả người Tô Ma chấn động, điểm xấu vốn quấn quanh ông ta, nháy mắt không sót lại chút gì. Khí tức của ông ta vẫn vô cùng mạnh mẽ như cũ, thậm chí còn tăng lên, hơn nhiều so với Lâm Uyên khi nãy, tất nhiên sẽ không ngừng ở kết đan hậu kỳ. Phá vỡ điểm xấu. Ông ta thế mà lại làm lơ thiên đạo, phá vỡ điểm xấu. Ngoại vực tiên đế, mẹ nó, rửa sạch cổ chờ tôi, huyết hải thâm thù hơn 2.000 năm trước, ông đây nhất định sẽ còn trở về, chết, ha ha ha, tất cả các người đều phải chết. Thân hình cao lớn của Tô Ma đứng giữa không trung, ngẩng đầu miệt thị trời xanh, thậm chí chửi ầm lên. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, trên 9 tầng mây, sấm sét chợt vang, cổ tay lôi điện thô to nháy mắt bổ xuống. Hừ, hừ. Tức giận sao, thật sự cho rằng ông đây sợ các ngươi ư? Hủy diệt hết cho ông. Tô Ma tức giận, không những không trốn, ngược lại còn vươn lên cao, một quyền lôi điện ầm ầm trực tiếp đánh đến mức thiên địa biến sắc, đại địa chấn động. Lúc sau, trời đêm dần lắng xuống, tựa hồ như cúi đầu trước Tô Ma. Các người không thể xuống nên mới phóng sức mạnh xuống, kéo dài qua hư không truyền tới địa cầu, vậy mà còn muốn khiến tôi bị thương sao, quả thực đang nằm mơ à. Tô Ma, tôi đã trở lại rồi đây, các người run rẩy đi, không tới nửa năm, tôi sẽ vây bắt ngoại vực, khiến các người nợ máu trả máu. Tô Ma buông lời hung ác, khẩu khí phi thường ngông cuồng, căn bản không để thiên đạo vào mắt. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tại hiện trường sợ ngây người. Nín thở ngưng thần nhìn Tô Ma giữa không trung. Tô Thương cũng như vậy. Bây giờ anh ấy mới hiểu được, trước đó anh ấy đã coi thường Tô Ma rồi. Tô Ma này trong thời kỳ Hoàng Kim, ít nhất là tồn tại cấp bậc chuẩn tiên đế. Chẳng qua là vì linh hồn và thân thể chia lìa, dẫn tới cảnh giới của ông ta giảm xuống. Hơn nữa cũng vì thế, cơ thể ông ta mới có thể bị điểm xấu quấy dày. Nếu linh hồn và cơ thể Tô Ma hòa làm một, cho dù là ở cảnh giới kết đan, vẫn có thể không cần đếm xỉa tới khi bị điểm xấu quấy nhiễu. Thực lực của ông, rất mạnh. Tô Thương chăm chú nhìn Tô Ma, bỗng mở miệng nói, nghe nói ở phương diện này, ngoài ông cố tôi Tô Vô Kỵ ra, ông cũng coi điểm xấu kia không ra gì. Lúc trước tôi còn tưởng rằng, ông tu luyện công pháp tương đối đặc biệt, hoặc trên người có bảo vật, nên mới có thể làm được chuyện này. Tô Thương nói tiếp, bây giờ tôi mới biết. Bản thân ông đã đạt cảnh giới cấp tiên đế, thiên đạo ngoại vực tiên đế định ra, đương nhiên không có cách nào áp chế ông. Ha ha, cậu nói không tồi. Tô Ma đón nhận ánh mắt Tô Thương, cũng không phải trở mặt không nhìn người, nhớ lại nói, nhớ năm đó, tôi là chuẩn tiên đế sinh ra và lớn lên ở trái đất. Chỉ vì tôi khuôn muốn tới ngoại vực, không tuân theo mệnh lệnh của tiên đế, kết quả cả nhà già trẻ, hơn 100 người, toàn bộ chết oan chết uổng. Cha mẹ vợ con tôi, toàn bộ đều bị ngoại vực tiên đế lột da rút gân, chỉ để ép tôi ra ngoài. Con gái tôi vì thể chất đặc thù, bị một vị tiên đế trong số đó đưa đi, đến nay không có chút tin tức gì. Bản thân tôi cũng bị ngoại vực tiên đế đánh trọng thương nghiêm trọng, ngủ say hơn 2.000 năm. Nhắc tới chuyện cũ, Tô Ma hai mắt đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Thương, hỏi, Tô Thương,
huyết hải thâm thù như thế, nếu là cậu, cậu sẽ vì đối phương lớn mạnh hơn mà chọn tham sống sợ chết sao? Sẽ không. Tô Thương trịnh trọng trả lời, thương tổn cha mẹ vợ con, không chết không được. Nói rất đúng. Không chết không được. Ha ha ha. Tô Ma điên cuồng cười to, sau đó nói, Tô Thương, có rất nhiều việc, tôi không hề lừa cậu, hơn 100 năm trước, tôi và ông cố cậu Tô Vô Kỵ quả thật là chí giao hảo hữu. Chúng tôi có chung mục tiêu, đó là giết chết ngoại vực tiên đế, tôi vì báo thù, ông ấy vì bình an của trái đất. Chấm, nhưng tôi muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, đi tìm ngoại vực tiên đế báo thù, cho nên mới tàn sát mấy chục vạn sinh linh. Tô Ma nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp, còn một việc, có lẽ cậu không biết. Thật ra, cơ thể và linh hồn tôi chia lìa, là tôi tự nguyện, đại nhân vật thông thiên kia, trấn áp cơ thể tôi dưới cựu chuyển đại thiên trận, lại để Tô Vô Kỵ cầm tù linh hồn tôi, mặt ngoài nhìn như trừng phạt tôi, nhưng thực tế lại là bảo vệ tôi. Tô Ma nghiêm túc nói, trong mắt toát ra một mặt cảm kích. Mong ông chỉ giáo, Tô Thương mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi. Năm đó, sau khi tôi cắn nuốt tinh huyết mấy chục vạn sinh linh, chỉ cần thời gian là có thể khôi phục đến cảnh giới Nguyên Anh. Tô Ma nói đúng sự thật, mặc dù tốc độ tiến bộ nhanh, nhưng cũng kinh động tiên đế ngoại vực. Trong đó có một người, không tiếc tiêu hao công lực, cũng muốn dế tê chết tôi, là vị đại nhân vật thông thiên đã cứu tôi kia. Tô Ma nói tiếp, đại nhân vật thông thiên này thật sự rất mạnh, đang ở trái đất, lại có thể phát huy thực lực của tiên đế, là chân chính vô địch với trái đất. Ông ấy có tâm giữ gìn trái đất, nhưng cơ thể ông ấy hình như xuất hiện tình trạng nào đó, còn cụ thể sao lại thế này, tôi cũng không biết. Tóm lại, ông ấy nói với tôi và Tô Vô Kỵ, ông ấy sẽ biến mất một khoảng thời gian rất dài, trong lúc này, chúng tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ, đừng chọc giận tiên đế ngoại vực. Mà tôi đã bị tiên đế ngoại vực theo dõi, nên ông ấy dùng cách chia cắt linh hồn và cơ thể, để tôi biến mất khỏi trái đất, thế nên tiên đế ngoại vực mới không có cách nào bắt giữ khí tức của tôi. Tô Ma tiếp tục nói, tuy nhiên, ông ấy cũng lưu lại một câu, ông ấy đã bố trí rất nhiều, chỉ cần chờ sự thay đổi của cổ võ mở ra, tay của tiên đế ngoại vực không thể xâm nhập vào trái đất được, đến lúc đó tôi tự nhiên có thể trọng sinh. Hiện tại, cổ võ đã bắt đầu thay đổi rồi, tôi không cần phải kiêng dè gì nữa, có thể quang minh chính đại xuất hiện. Tô Ma nói, đại nhân vật thông thiên mà ông nói, là ai, tên là gì? Tô Thương vội vàng hỏi. Không biết. Tô Ma lắc đầu, chăm chú nhìn Tô Thương, hỏi ngược lại, cậu có tháp hư không? Mà tháp hư không lại là chí bảo của ông ấy, chẳng lẽ cậu không quen ông ấy ư? Quả nhiên, đại nhân vật thông thiên năm đó chính là mình. Nghe được câu trả lời của Tô Ma, Tô Thương xác định suy đoán trong từ trước tới nay. Hơn 100 năm trước, anh ấy chắc chắn đã từng đến trái đất. Chỉ là vì sao, trong đầu anh ấy lại không có đoạn ký ức kia, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tô Thương, có vài vấn đề không nghĩ ra thì không cần suy nghĩ nữa, không bao lâu sau, rất nhiều bí ẩn đều sẽ hé lộ chân tướng thôi. Lúc này, Tô Ma nhàn nhạt nói, Lâm Uyên kia đã bị tôi cắn nuốt, hoàn toàn biến mất, cậu không cần lo lắng, tôi phải đi đây, trái đất đại biến sắp tới rồi. Tôi cần phải khôi phục thực lực. Ông định khôi phục thế nào, lại định tàn sát sinh linh sao? Tô Thương hỏi. Đương nhiên không phải. Tô Ma lắc đầu, rồi nói, vị đại nhân vật thông thiên kia đã để lại phương pháp cho tôi, cứ luyện từ đó vậy. Nói xong, Tô Ma ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thở dài một hơi nói, ai, trận pháp phòng ngự bảo hộ bên ngoài trái đất tuy do thiên nhiên hình thành, nhưng lại yêu cầu năng lượng vô tận mới có thể mở ra. Người tu chân cùng thời đại với tôi, hầu hết đều không khuất phục trước tiên đế ngoại vực, nhảy vào đại trận thiên nhiên, bổ sung năng lượng cho đại trận, hy vọng có thể mượn nó ngăn tiên đế ngoại vực lại. Nhưng tôi lại ích kỷ, chỉ nghĩ cho chính mình, mang theo người nhà đi ở ẩn, tham sống sợ chết, không cung cấp năng lượng cho đại trận. Tô Ma tự trách nói, cho nên về sau, năng lượng đại trận thiếu mất một ít, không thể mở ra hoàn toàn. Dẫn tới việc tiên đế ngoại vực cùng cánh cửa thời không tiến vào trái đất, tôi cũng vì vậy mà phải chịu đau đớn thê thảm. Người nhà của tôi, toàn bộ phải trả giá cho sự ích kỷ của tôi, thậm chí hài cốt chẳng còn, tôi hối hận lắm. Sớm biết thế này thì ngày hôm đó, tôi nên đi theo những người bạn tốt kia của mình, cùng dấn thân vào đại trận, lấy cơ thể tôi,
bảo vệ lớp phòng tuyến cuối cùng của trái đất. Nói tới đây, hai mắt Tô Ma đều đỏ, hít sâu một hơi, cắn răng nói, bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi, nếu lại xảy ra chuyện thế này, tôi nhất định sẽ đi đầu, tiên đế ngoại vực đều đáng chết. Tô Thương, nhớ kỹ, hiện giờ cậu mở ra cải biến giới luyện võ, còn một việc chờ cậu làm. Bỗng nhiên, Tô Ma nhìn về phía Tô Thương, nghiêm túc nói. Chuyện gì? Tô Thương có thể cảm nhận rõ hối hận và phẫn nộ của Tô Ma, nghi ngờ đối với Tô Ma hoàn toàn biến mất. Khôi phục linh khí. Tô Ma nhìn Tô Thương, nghiêm mặt nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng nửa năm sau, sẽ xuất hiện cơ hội khôi phục linh khí cho trái đất, cậu phải nắm được cơ hội lần này, khôi phục hoàn toàn linh khí cho trái đất. Một khi làm được, linh khí trái đất sẽ nồng đậm chưa từng có, thậm chí còn vượt qua cả thời tiền tần. Không chỉ có thế, người tu chân của trái đất sẽ không bị thiên đạo áp bức nữa, ai cũng có thể kết đan, ai cũng có thể đặt chân tới Nguyên Anh, không cần phải chịu điểm xấu quấy nhiễu nữa. Tô Ma nói tiếp, đây cũng là thứ đại nhân vật thông thiên kia bố trí, ông ấy đã chuẩn bị nhiều năm, chỉ vì hóa giải pháp tắc thiên địa mà tiên đế ngoại vực liên thủ chế tạo. Tô Thương, cậu chính là mấu chốt của cổ võ biến cách, và cũng là mấu chốt trong việc khôi phục linh khí. Tô Ma tiếp tục nói, chuyện này ngoài tôi ra, ông cố cậu Tô Vô Kỵ và lão môn chủ Thiên Cơ môn cũng biết. Tô Vô Kỵ quá cố chấp, vì lần cá cược giữa đại nhân vật thông thiên kia và tiên đế ngoại vực, tự nguyện từ bỏ tháp hư không, lấy sức lực của bản thân chống lại điểm xấu, hiện giờ sống chết không rõ. Tuy nhiên, lão môn chủ Thiên Cơ môn Vương Dương Minh vẫn còn sống, có lẽ ông ấy sẽ sớm thông chi cho cậu thôi, để cậu tới Giang Bắc bắt đầu thay đổi cổ võ. Có duyên gặp lại, Tô Thương, tôi tin cậu nhất định có thể làm được, tương lai, tôi hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng cậu trên chiến trường. Còn cậu nữa? Nói xong, Tô Ma nhìn về phía Vương Phú Quý bên dưới, khóe miệng giơ nâng lên nói, tiểu gia hỏa, cậu thế mà lại là Thái Ly kiếm thể, ha ha, không tồi không tồi, cánh tay này của tôi, nhường cho cậu đấy. Có cánh tay của tôi hỗ trợ, cậu sẽ không bị điểm xấu quấy nhiễu, có thể liên tục thăng cấp. Đừng làm tôi thất vọng, nếu không bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thu lại cánh tay này. Bỏ lại một câu, Tô Ma thả người bay đi, nhanh chóng biến mất trong trời đêm. Tô Ma đối thoại với Tô Thương đều là thông qua linh hồn truyền âm, những người khác không hề biết. Nhưng ông ta đối thoại với Vương Phú Quý lại là nói thẳng ra, mọi người ở đây đều có thể nghe được. Chỉ là, bọn họ đều bị chấn động bởi sự hùng mạnh của Tô Ma không đi. Bọn họ cũng không dám nhiều lời. Mạnh quá, người này, rốt cuộc đã đặt chân tới cảnh giới nào rồi? Ít nhất cũng là kết đan đỉnh phong nhỉ. Tôi thấy không phải chỉ thế thôi đâu. Vừa rồi ông ta nói, cánh tay của Vương công tử là của ông ta, còn có cái gì mà Thái Ly kiếm thể? Ôi vãi, Phú Quý huynh đúng là trâu bò mà, lời khi nãy tôi nói với cậu ấy, có phải giọng lớn quá không? Cậu ấy sẽ không ghi thù chứ? Sau khi phỏng đoán thực lực của Tô Ma, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Vương Phú Quý. Thì ra là thế, khó trách vừa rồi tôi thấy bộ phận cơ thể kia có một loại cảm giác quen thuộc. Vương Phú Quý đầu tiên lẩm bẩm một lúc, rồi nhìn mọi người xung quanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người lay động theo chiều gió, cuối cùng nhìn về phía Tô Thương, kiêu căng nói, Tô Đại Thiếu, thực lực của cậu thế này không được đâu, tiểu thái kê, hiện tại tôi chỉ cần chém một nhát kiếm là có thể. Vương Phú Quý kiêu căng ngạo mạn, đang chuẩn bị làm màu trước mặt Tô Thương, nhưng lúc này, sức mạnh ca hùng bố khắp cơ thể cậu ấy lại đột nhiên biến mất. Cảnh giới của cậu ấy cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, lại trở về luyện khí tầng 9. Vương Phú Quý lập tức sững sờ, thanh âm đột nhiên im bặt. Lúc này, Tô Thương mới nở nụ cười, vừa đi về phía Vương Phú Quý, vừa ôn nhu cười nói, Vương Đại Thiếu Gia, vừa rồi cậu nói gì thế, tôi không nghe rõ. Cái kia, tôi cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình như thủy triều rút xuống, Vương Phú Quý trợn tròn mắt, kiêng kỵ liếc mắt nhìn Tô Thương một cái, sau đó nhếch miệng cười, hì hì, Tô Đại Thiếu Gia, gì nhỉ, vừa rồi tôi không hề nói gì cả. Vậy sao, nhưng sao tôi lại nghe thấy cậu mắng tôi là biến thái? Tô Thương xoa tay nói, tôi, cậu nghe nhầm rồi, tôi nói sau này tôi muốn ăn gà thả rông, tôi nói cậu là biến khi nào chứ? Vương Phú Quý vội vàng đính chính. Vậy à? Tô Thương nhẹ nhàng cười, anh ấy chỉ nói giỡn với Vương Phú Quý mà thôi,
đương nhiên sẽ không thật sự động thủ với Vương Phú Quý. Ngay sau đó, Tô Thương vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Phú Quý, mở miệng nói, Vương Đại Thiếu Gia, thế thì cảm ơn cậu. Anh ấy biết kiếm có ý nghĩa gì đối với Vương Phú Quý. Trước đó, Tô Thương khuyên bảo mọi cách, Vương Phú Quý đều không chọn cầm kiếm. Cho dù có thua cuộc tại Đại hội Võ Thuật đi chăng nữa, cậu ấy cũng không dùng kiếm. Nhưng lần này, vì cứu mình, Vương Phú Quý lại chịu làm tới bước đó, chuyển hóa kèn Sona yêu quý thành kiếm vương quyền. Qua đó có thể thấy được, trong lòng Vương Phú Quý, mình quan trọng tới mức nào. Thủ túc chí thân, không gì hơn điều này cả. Này, nói cảm ơn với tôi làm gì chứ, chúng ta là anh em, hơn nữa, cánh tay này của tôi là do cậu cho tôi, nếu không có cậu thì tôi đã mắc kẹt ở thành phố rồi. Vương Phú Quý lộ ra một nụ cười thoải mái, tuy nhiên chỉ đứng đắn được có 3 giây, rất nhanh danh mãnh nói, nhưng mà này, Tô Đại Thiếu Gia, nếu cậu cứ 1-2 cho là như thế, tôi cũng chỉ có thể ngượng ngùng cự tuyệt thôi. Thế này đi, Tô Đại Thiếu Gia, chúng ta ở bên nhau 20 năm rồi mà tôi vẫn chưa từng nhìn thấy mông cậu, hay là, cậu cởi quy uẩn cho tôi nhìn một cái, coi như báo đáp tôi. Vương Phú Quý trên mặt treo vẻ mặt ngứa đòn, nhưng cậu còn chưa nói xong, đã bị Tây Giao vươn tay đánh bay. Mông của thiếu gia đến tôi còn chưa nhìn kỹ, dựa vào cái gì mà phải cho cậu xem. Tây Giao ghen tuông giạt rào, lạnh lùng nói. Đương nhiên, bà ta biết quan hệ giữa Vương Phú Quý và Tô Thương, đương nhiên sẽ không thật sự đả thương Vương Phú Quý, chỉ dùng linh lực đẩy Vương Phú Quý ra mà thôi. Ngay sau đó, Vương Phú Quý cau mặt đáp lại, kinh ngạc nói, không nhìn kỹ, chị gái này, ý của cô là, cô đã nhìn qua rồi. Đúng vậy. Tây Giao nghe vậy, trực tiếp lạnh lùng đáp lại, rồi khuôn mặt ngọc ngà có chút phiếm hồng. Lời vừa tuôn ra, đông đảo đồng chí nam tại hiện trường, nhao nhao nở nụ cười xấu xa. Còn Lan Diệu Y và Triệu Chỉ Nhược chỉ nhìn nhau, liên tục cười khổ. Hóa ra Tô Thương có nhiều phụ nữ tới vậy, hơn nữa mỗi người đều rất xinh đẹp, xem ra nếu mình muốn cùng Tô Thương xảy ra chuyện gì đó, đúng là gánh nặng đường xa mà. Tô Thương! Cô gái này là ai thế, giới thiệu cụ thể chút đi. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói. Tôi là ai cần phải nói cho cô biết sao? Tây Giao khẽ nhíu hàng lông mày lá liễu, tràn ngập địch ý hỏi, cô có quan hệ gì với Tô Thương? Tôi là người phụ nữ của anh ấy, đã sinh cho anh ấy 2 đứa con, 2 người làm loại chuyện này, cô cảm thấy tôi có tư cách biết thân phận của cô không? Thiên Sơn Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Không vì Tây Giao thực lực mạnh mẽ mà có chút nào luống cuống. Mặc dù thực lực Thiên Sơn Tuyết không bằng Tây Giao, tuổi cũng chẳng bằng Tây Giao. Nhưng Thiên Sơn Tuyết là minh chủ của Cửu Môn, phụ trách các việc lớn bé của núi Cửu Phong, về phương diện đối nhân xử thế thì cũng coi như người có kinh nghiệm dày dặn. Nhưng Tây Giao lại khác. Dù rằng bà ta đã sống 5 tháng vô tận, nhưng lại trầm mê võ học, luôn bế quan, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài. Bởi vậy, những chi tiết trong lời Tây Giao đang nói, kỳ thật không bằng Thiên Sơn Tuyết. Nghe được câu Thiên Sơn Tuyết là người phụ nữ của Tô Thương, còn sinh 2 đứa nhỏ cho Tô Thương, Tây Giao lập tức không nói gì nữa, thậm chí có chút xấu hổ. Vậy mà bà ta trước đó lại cùng Tô Thương làm ra loại chuyện này, đây chẳng phải đang nói bà ta là kẻ thứ ba sao? Cảm giác hổ thẹn nháy mắt tràn ngập trong lòng Tây Giao, đến mức bà ta cúi đầu, khuôn mặt ngọc ngà đỏ bừng. Hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Giây phút này, bà ta không lạnh lùng như xưa nữa, chỉ có cảm giác áy náy của một cô gái nhỏ. Cô đừng tự trách, Tô Thương đã nói tình huống lúc đó với tôi rồi, tôi không trách cô, cũng không trách Tô Thương. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, tuy nhiên, tôi thấy chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Được, Tây Giao đón nhận ánh mắt Thiên Sơn Tuyết, sau đó gật đầu. Lan Diệu Y, Triệu Chỉ Nhược. 2 người cũng lại đây đi. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói, rồi dẫn đầu đi trước. Tây Giao, Lan Diệu Y, Triệu Chỉ Nhược, 3 người theo sát phía sau. Tô Đại Thiếu Gia, lợi hại quá nha, chị gái giống tiên tử kia, cậu làm thế nào mà có được thế? 4 người đi rồi, Vương Phú Quý lập tức đi tới hỏi. Tô Thương không trả lời, nhìn bóng dáng 4 người rời đi, bất đắc dĩ cười khổ. Tô Đại Thiếu Gia, cậu yên tâm đi. Chị dâu Tuyết Nhi rộng lượng lắm, không phải vấn đề gì lớn đâu. Vương Phú Quý nói tiếp, nhanh lên, Tô Đại Thiếu Gia, tôi thích nghe quá trình,
rốt cuộc cậu và chị gái Tây Giao kia đã xảy ra chuyện gì, sao cô ấy lại nhìn thấy mông cậu, hai người. Vương đại thiếu gia, nếu cậu còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ nói với Lưu Sở Điềm rằng cậu nuôi tình nhân bên ngoài. Vương Phú Quý còn chưa nói xong, Tô Thương đã uy hiếp cậu ấy. Tôi, mẹ kiếp. Vương Phú Quý nháy mắt im miệng, sau đó bỗng nhớ tới một vấn đề, liền hỏi, Tô đại thiếu gia, thực lực của tôi sao lại thế này, vừa rồi rõ ràng còn mạnh như vậy, sao lại đột nhiên tụt xuống thế? Cánh tay trái này của cậu không đơn giản đâu, Tô Thương đáp lại. Cánh tay trái. Vương Phú Quý nâng cánh tay lên, cười khổ nói, hai cánh tay này của tôi đều là tay trái, cậu nói cái nào? Cậu ngốc sao, đương nhiên là cái tôi cho cậu rồi. Tô Thương xem thường liếc nhìn Vương Phú Quý một cái. Ồ, Vương Phú Quý nghe vậy, buông một cánh tay trái xuống, chỉ để lại cánh tay thượng cổ, vừa xem vừa hỏi, cánh tay này có chỗ nào không đơn giản? Chủ nhân của nó, thực lực thâm sâu không lường được. Tô Thương nói đúng sự thật, hơn nữa, trước mắt nó đã sinh ra ý thức của riêng mình rồi. Vừa rồi, hẳn là nó cảm nhận được cậu gặp nguy hiểm, nên ngay khi cậu vừa cầm lấy thanh kiếm, nó giúp cậu đặt chân tới cảnh giới kết đan trong thời gian ngắn. Tô Thương nói tiếp, có điều hiện tại nguy hiểm được giải quyết rồi, thực lực của cậu đương nhiên lại khôi phục như ban đầu. Tuy nhiên, vận khí tên nhóc nhà cậu cũng may mắn thật, có được cánh tay này, cậu có thể coi nhẹ điểm xấu, không kiêng nể gì mà cứ thăng cấp thôi. Tô Thương vỗ bả vai Vương Phú Quý, nghiêm túc nói, luyện kiếm cho tốt đi, tranh thủ một ngày nào đó cậu có thể hợp nhất người và kiếm, leo lên đỉnh phong, bế nghễ thiên hạ, quét sạch mọi đối thủ. Ha ha ha, tuyệt! Nghe Tô Thương nói, trong đầu Vương Phú Quý tựa hồ đã hiện ra hình ảnh mình vô địch thiên hạ, nhịn không được cười lên ra tiếng, sau đó đắc ý nói, nhân kiếm hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, được, tôi nhất định có thể làm được chuyện này. Ừ, cố lên, tôi tin cậu có thể làm được, trở thành nhân kiếm hợp nhất đại kiếm nhân. Tô Thương cổ vũ. Được, tôi phải làm đại kiếm nhân, hửm. Không đúng, vãi, Tô đại thiếu gia, cậu lừa tôi, cái gì đại tiện nhân, đây không phải là mẹ nó mắng người sao? Vương Phú Quý phản ứng lại, sắc mặt nháy mắt đen xuống. Đùa thì đùa, nhưng rất nhanh chóng, mấy người Tô Thương liền nói vào chủ đề chính. Tô Thương. Thạch Hạo Hãn nhìn Tô Thương, nhịn không được mà dò hỏi, vừa rồi có chuyện gì vậy, chủ nhân của thân thể cường đại kia là ai, lão độc vật đâu, có vẻ giống như đột nhiên đổi thành người khác, giọng nói cũng thay đổi. Cơ thể chủ nhân đó là Tô Ma, ông ta nói cho tôi biết ông ta tên Tô Ma, còn thật hay giả thì tôi không biết. Tô Thương trả lời nói, Tô Ma vốn dĩ bị giam ở trong tháp hư không, vì đối phó với lão độc vật nên tôi mới phải thả ông ta ra. Bây giờ lão độc vật đã hồn phi phách tán, Tô Ma lại lần nữa ở trong cơ thể ông ta, được trọng sinh rồi. Còn về thực lực của Tô Ma, tôi chỉ có thể nói, ông ta đã cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ là tính là bán nguyên anh đi. Tô Thương nói, Tô Ma, tháp hư không? Thạch Hạo Hãn giống như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi lớn, nói, ông ta có phải là ma tu hơn 100 năm trước Tô Vô Kỵ giam lại đó hả? Đúng. Tô Thương gật gật đầu, sau đó nói, có điều mọi người không cần lo lắng, Tô Ma bây giờ khác trước nhiều rồi. Tất nhiên, nếu ông ta lại muốn đại khai sát giới, tôi tất nhiên sẽ có biện pháp đối phó với ông ta. Tô Thương giọng điệu bình thản nói. Tô Thương tu chân 10 vạn năm, sao lại chỉ có thể tin vào lời nói từ một phía của Tô Ma chứ? Lúc anh thả Tô Ma đi, đã chuẩn bị cho sau này rồi, ở sâu trong linh hồn của Tô Ma, dùng thủ đoạn đặc biệt. Gieo một hạt giống vào đó. Mặc dù Tô Ma đã từng là chuẩn tiên đế, nhưng Tô Thương ở kiếp trước lại là tiên đế thứ thiệt, trong cảnh giới tiên đế này, đây chính là kiệt xuất. Vì thế, thủ đoạn nhỏ của Tô Thương, Tô Ma cũng không thể phát giác được. Cái hạt giống này, không giống như khế ước linh hồn, nhưng chỉ cần Tô Thương đồng ý, thì một suy nghĩ trong đầu thôi, cũng có thể làm linh hồn Tô Ma bị thương, bị mất đi năng lực chiến đấu trong một thời gian ngắn rồi. Đây cũng là lý do mà Tô Thương dám thả linh hồn Tô Ma ra ngoài, thậm chí còn đem hồn phách tổ tiên nhà họ Đỗ, đưa cho Tô Ma. Chính mình đã gieo hạt giống này, nên không cần lo lắng Tô Ma lật lọng. Cậu có chừng mực là được. Thạch Hạo Hãn nhìn sang Tô Thương, mặt mũi đầy vui mừng nói, Tô Thương, không ngờ cậu lại ưu tú như thế,
Xem ra trước đây là tôi quá đáng rồi, cái thân phận ông ngoại này của tôi, thật không phù hợp rồi. Chấm, nói xong, Thạch Hạo Hãn thở dài một hơi, sau đó nói tiếp, vì những hành động trước đây của tôi, xin lỗi cậu. Tôi, Tô Thương nghe nói như thế, vội bước lên một bước nói, Thạch Hạo, ông ngoại. Ông nói lời này khách khí quá rồi, từ lúc ông không quản sống chết mà bảo vệ cháu trở đi, cháu đã tha thứ cho ông rồi. Tô Thương như nịnh bợ, nếu như người khác ngang ngược đối với anh tất nhiên sẽ không dễ gần như thế. Có điều, nếu đối phương thái độ rất tốt, ngược lại Tô Thương cũng không kém hơn được. Anh không nói sai, lúc chiều, Thạch Hạo Hãn biết rõ ông ấy phải chết, nhưng lại cưỡng ép thi triển thần công Thái Sơn, chỉ vì bảo vệ cho Tô Thương, lúc ấy những hận thù của Tô Thương với Thạch Hạo Hãn cũng đã biến mất rồi. Nhưng dù sao đã hận lâu như vậy, vẫn có chút khó coi, nên từ đầu đến cuối anh không gọi hai tiếng ông ngoại. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo Hãn đã xin lỗi vì hành động của ông ấy lại là trưởng bối, Tô Thương tất nhiên có chút kiêng nể, nói ra hai chữ ông ngoại. Đồng thời, Tô Thương mặt mũi đầy áy náy mà nói, ông ngoại, người nên xin lỗi, phải là cháu mới đúng, trước đó cháu đã thất lễ với ông nhiều rồi, hy vọng ông tha lỗi, đừng chấp cháu. Ha ha ha, đương nhiên là không rồi, cháu ngoan. Thạch Hạo Hãn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt đầu Tô Thương, sau đó mỉm cười nói, mẹ của cháu giờ này đang ở Thái Sơn, sống rất tốt, từ nay về sau, cháu chính là người của Thái Sơn, bất kỳ lúc nào đều có thể đến Thái Sơn gặp mẹ. Được, cảm ơn ông ngoại. Tô Thương đầu tiên là lộ ra một nụ cười, sau đó sắc mặt trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng nói, mẹ cháu bình an vô sự thì cháu không phải lo lắng gì nữa. Tiếp theo, cháu muốn đi núi Côn Luân một chuyến, tiêu diệt gia tộc Tây Môn, lấy lại địa bàn cho nhà họ Tô. Giờ cháu có thực lực này rồi, ông ngoại sẽ không ngăn cản đâu. Thạch Hạo Hãn cười hiền lành nói, nếu như cháu cần gì, cứ nói với ông ngoại một tiếng. Bây giờ cháu là minh chủ võ lâm, vùi núi tế trời tùy ý cháu sai bảo. Ý tốt của ông ngoại thì cháu xin nhận, có điều không cần đâu, cháu đưa mấy tên thuộc hạ qua đó, thì có thể tiêu diệt gia tộc Tây Môn rồi. Nói xong, Tô Thương nhìn vào Tây Môn Long Ngâm, lộ ra một nụ cười thoải mái. Thạch Hạo Hãn tất nhiên hiểu được ý Tô Thương, muốn để Tây Môn Phong Vân trải nghiệm một chút cảm giác bị người thân phản bội, vì thế cũng không nói gì thêm. Vương Đại Thiếu Gia. Lúc này, Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, mở miệng nói, cậu và anh Trương Mộ Cổ, ngày mai cũng về Giang Bắc đi, ở Giang Bắc chờ tôi. Ông ngoại, anh họ, trong vòng nửa năm, hai người phải nhanh chóng tu luyện, Giang Bắc nửa năm sau sẽ có một chuyện đại sự quan trọng, không nhỏ hơn chuyện ở núi Võ Đang đâu. Điều Tô Thương nói chính là khôi phục linh khí. Khôi phục linh khí, Giang Bắc chính là vùng đất bất khả xâm phạm. Mà Tô Thương chính là quan trọng nhất. Đến lúc đó, tránh không khỏi có người làm loạn. Hơn nữa, trước đó Tô Ma có nói, sau khi giới luyện võ biến đổi, tiên đế ngoại vực sẽ không ngồi yên, sẽ phái người đến trái đất, cũng không biết người đó có thực lực gì. Cho dù thế nào đi nữa, thực lực vẫn luôn là quan trọng nhất, người bên cạnh mình, nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, như thế mới có thể ứng phó được với mọi chuyện. Tất nhiên, chính Tô Thương cũng sẽ không rảnh rỗi, anh định sau khi tiêu diệt gia tộc Tây Môn, sẽ bế quan ở núi Côn Luân nửa năm, tranh thủ trong vòng nửa năm sẽ đặt chân đến cảnh giới kết đan, nếu như có cơ hội kết nguyên anh thì càng tốt hơn rồi. Đối với việc phân công của Tô Thương, Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, Thạch Hạo Hãn và Thạch Cửu Thiên, bọn họ tất nhiên không ý kiến gì rồi. Bây giờ cục diện hỗn loạn của giới luyện võ cũng đã ổn định, thập đại cổ tộc cũng bị đánh bay. Huống hồ, bên trong giới luyện võ, xuất hiện nhiều cao thủ võ thần lục địa như vậy, sẽ không bao giờ có tình trạng sẽ thuần phục thập đại cổ tộc nữa rồi. Hiện trường mọi người đều không hiểu, biến cố mà Tô Thương nói là gì, nhưng cũng không ai hỏi. Bởi vì họ biết, Tô Thương sẽ không vô duyên vô cớ mà nói những lời này. Tiếp theo, Thạch Hạo Hãn và Thạch Cửu Thiên nói tạm biệt với Tô Thương, sau đó liền rời khỏi núi Võ Đang. Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ cũng tạm biệt, ngay sau đó biến mất trong đêm tối. Đau đầu rồi đây. Tô Thương nhớ đến chuyện, Thiên Sơn Tuyết đưa Tây Giao, Lan Diệu Y, Triệu Chỉ Nhược, bốn cô gái này, không biết các cô ấy muốn nói chuyện gì, đột nhiên khuôn mặt có chút khó xử. Thế là, Tô Thương vì tránh né các cô ấy,
liền quyết định xuất phát trong đêm, tiến về núi Côn Luân. Chúng ta cũng nên hành động rồi, mục tiêu tiếp theo chính là núi Côn Luân. Cứ như vậy, Tô Thường đưa theo Ali, Tây Môn Long Ngâm, Đoàn Khánh Sinh cùng nhau đi đến núi Côn Luân. Còn về vết thương trên người họ, không phải chuyện gì lớn, Tô Thường luyện chế đan dược, chắn chắn chưa sáng đã có thể chữa khỏi rồi. Cứ như vậy, một đoàn người Tô Thường, không tạm biệt những người khác mà đi thẳng đến núi Võ Đang. Bây giờ, Tô Thường đã đặt chân đến cảnh giới trúc cơ, với thực lực của anh, cảnh giới trúc cơ này là vô địch, có thể quét ngang cảnh giới trúc cơ khác. Chỉ có người tu chân cảnh giới kết đan, hoặc là giả đan mới có tư cách làm đối thủ của anh. Thực lực của Ali, thì vẫn mạnh như thế, thậm chí nếu không nhờ vào chỉ bảo, Tô Thường cũng chưa chắc đã ép được Ali. Còn về Tây Môn Long Ngâm, Đoàn Khánh Sinh, bọn họ đều được tẩy rửa của Kim Quang, đặt chân đến cảnh giới võ tôn sơ kỳ, thực lực có thể so với kết đan sơ kỳ. Nhưng có thể nói không khoa trương, đoàn người Tô Thường, hoàn toàn có năng lực nghiền ép Côn Luân. Cũng vì như vậy, Tô Thường mới không cần người khác đi theo. Sau khi rời khỏi núi Võ Đang, Tô Thường tìm được cha con Lưu Sở Điềm và Lưu Cự Lộc. Dưới sự sắp xếp của Lưu Cự Lộc, một đoàn người đã lấy máy bay, tiến về dãy núi Côn Luân. Một bên khác, núi Võ Đang, đêm nay là đêm tha hồ vui chơi của người luyện võ. Kết thúc đại hội võ thuật, mở ra biến đổi cho giới luyện võ, sau cảnh giới võ thần lục địa, còn có cảnh giới khác mạnh hơn. Rất đông người luyện võ, có thể liên tục tu hành mà không cần lo lắng con đường phía trước. Nhất là võ thần lục địa khí huyết khô cạn, bây giờ họ giống như có đường đi rồi. Nếu như tấn cấp cảnh giới võ tôn, bạn sẽ giành lấy cuộc sống mới, tuổi thọ kéo dài hơn. Chấm, A-di-đà Phật, đại cục đã định, bần tăng muốn về núi Bồ Đề, các vị thí chủ, có duyên gặp lại. Viên thông trụ chỉ sau một hồi điều tức, mặc dù một phần Phật lực không quay lại được, nhưng vết thương lại được khôi phục không ít. Viễn thông trụ trì, đối với việc đặt chân đến cảnh giới võ tôn, ông có hoàn toàn chắc chắn không? Lúc này, Vương Trọng Vân mở miệng nói. Mọi chuyện đều có số mệnh, trời cao đã quyết định từ lâu, có thể giành được cuộc sống mới hay không, bần tăng không cưỡng ép, tạm biệt. Viên thông trụ trì chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, giống như là đột nhiên nhìn thấu hồng trần đại Phật, hờ hững với thế giới bên ngoài. Nhưng trên thực tế, trong lòng ông ấy lại vội vàng đến nhịn không nổi, sau khi nói một câu, vội vàng rời núi Võ Đang, định tranh thủ thời gian về núi Bồ Đề bế quan, để tấn cấp cảnh giới võ tôn. Phật tử vô cơ theo sát phía sau, đi theo tốc độ của viện thông trụ trì. Sau khi hai người rời xa khỏi núi Võ Đang, viên thông trụ trì nhanh chóng thúc giục nói, sư đệ, nhanh, đừng lề mề nữa, tranh thủ thời gian về núi Bồ Đề bế quan. Anh muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng tấn cấp cảnh giới võ tôn. Sư huynh, vội như vậy làm gì chứ? Vô cơ mở miệng nói, không phải anh vừa mới nói, mọi chuyện đều có số mệnh, đối với cảnh giới võ tôn, không cưỡng ép hay sao? Em có ngốc hay không vậy hả? Viên thông trụ trì liếc nhìn vô cơ một chút, sau đó nói, đó chỉ là để lừa người khác thôi, em nghe chút là được, bản thân mình chăm chỉ như vậy để làm gì còn không biết hay sao? Cái gì mà kiếp sau, cái gì mà nhân quả, tất cả đều là lừa dối mà thôi, có thể sống tốt là được, ai đâu mà muốn chết chứ, chỉ cần anh đặt chân đến võ tôn, thì có thể sống thọ thêm mấy chục năm rồi. Viên thông trụ chỉ nói tiếp, người chết giống như đèn tắt, một khi đã chết thì cái gì cũng mất. Sư đệ à, em đừng để cho những cái ngôn luận chó má kia đánh lừa anh em mình nha. Viên thông trụ chỉ chăm chú nhắc nhở. Vâng, vô cơ chắp tay trước ngực. Cười khổ nói. Viên thông trụ chỉ hài lòng gật đầu, sau đó lại dùng những ngôn ngữ chính nghĩa mà nói, mặc dù câu chuyện kiếp trước kiếp này, vốn chỉ là hư cấu mà thôi, có điều, sư đệ, Phật gia chúng ta, tuyệt đối không thể ăn thịt uống rượu, đây là điều cực kỳ cấm kỵ. Trước đây em vì cái người tên Lan Diệu Y, hoàn tục 3 năm, bây giờ đã hình thành thói quen xấu, ăn thịt, uống rượu, có thể hiểu được, có điều giờ em quy y cửa Phật một lần nữa. Từ giờ trở đi, cũng không được ăn thịt nữa. Viên thông trụ chỉ nói nghiêm túc, đây là đại bất kính đối với Phật tổ, huống hồ, bề trên có đức hiếu sinh, vừa nghĩ đến những sinh linh kia bị nhổ lông lột ra, làm thành đủ loại thực phẩm cao lương mỹ vị, bần tăng trong lòng liền, A-di-đà Phật. Nói đến đây,
Viễn Thông trụ trì mặt mũi đầy bị thương, đã bắt đầu niệm chú vãng sinh. Rồi. Vâng, sư huynh dạy bảo, em chắc chắn ghi nhớ. Vô Cơ cũng cảm thấy mình quá đáng, vội vàng lau đi vết mỡ còn đọng lại trên khóe. Miệng, trịnh trọng cam kết nói, từ ngày mai trở đi, em tuyệt đối không ăn bất kỳ thức ăn mặn nào nữa. A-di-đà Phật, cầm lên thả xuống được, có chí khí lắm, không hổ là Phật tử núi Bồ Đề. Viên Thông trụ chỉ đầu tiên là tán thưởng Vô Cơ, sau đó liền đưa tay ra nói, lấy ra đi. Vừa rồi anh nhìn thấy lúc em rời khỏi võ đang, đã vụng trộm giấu một cái đùi gà. Viễn Thông trụ chỉ trách móc hừm, đừng cho là anh không biết lòng dạ của em, không phải bắt đầu từ ngày mai trở đi, mà phải là từ giờ trở đi, em tuyệt đối không được ăn mặn nữa. Cái này, Vô Cơ thoáng có chút xấu hổ, nhưng vì áp lực của sư huynh, nên phải lấy đùi gà giấu bên trong quần áo đưa ra. A-di-đà Phật, sai lầm quá. Viên Thông nhanh chóng cướp đi cái đùi gà, đối với cái đùi gà không ngừng chảy mỡ này, liên tục niệm chú vãng sinh. Sư huynh, giờ cũng trễ rồi, chúng ta cần phải trở về đi thôi. Vô Cơ thúc giục nói. Im ngay. Viên Thông trụ trì mặt mũi đầy bị thương, trách cái đùi gà này vì em mà chết, sao em không có chút áy náy gì hết vậy, em về núi Bồ Đề trước đi, hôm nay anh phải niệm 1000 lần chú vãng sinh, chuộc tội cho em. Thật có lỗi với sư huynh mà, em sai rồi, hoàn tục 3 năm, em thật sự đã quên mất mình là đệ tử Phật môn rồi. Vô Cơ cũng ý thức được bản thân mình đã mất đi kính trọng đối với sinh mạng, hổ thẹn nói, có điều, sư huynh, từ nay về sau, em sẽ không như thế nữa, em trở về núi Bồ Đề, tiếp nhận trừng phạt của phòng giới luật, cảm ơn sư huynh nhắc nhở. Đi đi, Viên Thông trụ trì vui mừng gật đầu. Phật tử Vô Cơ nghe vậy. Sau khi tạm biệt liền nhún người biến mất trong màn đêm. Đưa mắt nhìn Vô Cơ đi xa, Viên Thông trụ trì nhìn xung quanh, sau khi phát hiện bốn phía không có người, ánh mắt liền nhìn vào cái đùi gà trên tay. A-di-đà Phật. Viễn Thông trụ trì mở miệng tụng Phật hiệu, lại nhịn không được mà cổ họng như phun trào, không kiềm hãm được mà nuốt nuốt ngụm nước miếng, nghiêm túc nói, một bát cháo một bữa cơm đều không dễ gì kiếm được, bất luận cái loại thức ăn, cũng không thể lãng phí được. Đùi gà ơi đùi gà, nếu mày đã làm thành thức ăn rồi, vậy thì bần tăng đành phải ăn mày thôi. Trong mắt bần tăng, mày không phải là thịt, chẳng qua chỉ là thứ để nhét đầy cái bao tử mà thôi. Viên Thông trụ chỉ cưỡng ép an ủi tâm lý, sau đó hai mắt như tỏa sáng, ăn ngấu nghiến đùi gà vào bụng. Nấc nấc, bởi vì ăn quá nhanh, khiến cho Viên Thông trụ chỉ nấc lên mấy tiếng, ăn xong còn không nhịn được mà lía em mờ phần dầu còn thừa lại trên tay sạch sẽ. Dáng vẻ trang nghiêm lộ ra trên vẻ mặt đầy thỏa mãn. Ăn xong xuôi, Viễn Thông trụ trì lại ngồi niệm Phật, A-di-đà Phật. Viễn Thông trụ trì không quên chắp tay trước ngực, niệm chú vãng sinh. Sư huynh! Bỗng nhiên, Vô Cơ quay lại, mở miệng chào hỏi Viễn Thông trụ trì. Chuyện này làm Viễn Thông trụ trì giật nảy mình, vội hỏi gấp sao em quay lại đây. Em càng nghĩ càng tự trách, vì thế cũng định niệm chú vãng sinh cho cái đùi gà. Như thế trong lòng em sẽ dễ chịu hơn chút, hả? Sư huynh, đùi gà đâu? Vô Cơ phát hiện tay Viên Thông trụ trì trống rỗng, liền nhịn không được mà nói, bần tăng là người xuất gia, hiểu rõ quy định của Phật giáo, sao lại ăn thức ăn mặn được chứ? Thế sao không thấy đùi gà đâu nữa? Mặt mũi Vô Cơ đầy nghi ngờ, sau đó nói, vừa rồi em thấy một con chó chạy qua, sư huynh, không phải anh đem đùi gà cho chó ăn rồi chứ? Cho chó ăn. Viên Thông trụ chỉ vội vàng gật đầu nói, đúng, cho chó ăn rồi, bề trên có đức hiếu sinh mà. Bần tăng nhìn thấy con chó kia sắp phải chết đói, liền ném đùi gà cho nó ăn, đây cũng là số mệnh của cái đùi gà đó, nhân quả tuần hoàn, A-di-đà Phật. Viên Thông trụ chỉ đang nói, phát hiện Vô Cơ cứ liên tục nhắm vào mình mà cười, nhất thời kịp phản ứng lại. Vô Cơ, thằng nhóc này, lúc này không phải em đã nhìn thấy hết rồi chứ? Viên Thông trụ trì nghiến răng nói, không còn phong thái cao tăng đắc đạo nữa rồi. Ha ha ha, sư huynh, em hoàn toàn không ngờ rằng, anh lại có thể ăn thịt, thậm chí còn hung ác đến mức mắng cả chính mình, rõ ràng là mình ăn đùi gà còn nói là cho chó ăn. Vô Cơ cười thành tiếng. Được lắm, Vô Cơ, hoàn tục 3 năm, em dám trêu chọc sư huynh hả, muốn ăn đòn sao? Viên Thông trụ trì thẹn quá hóa giận.
Vô Cơ bỗng nhiên nói, dừng, sư huynh, anh đừng ra tay, em nói cho anh một tin tốt đây. Tin gì tốt chứ? Viên Thông Trụ Trì nghi ngờ nói. Vừa rồi em ở bên kia nhìn thấy một đàn chó hoang đang bị thương, chỉ bằng chúng ta. Vô Cơ vừa nói, vừa nhìn Viễn Thông Trụ Trì cười cười. Làm càn. Viên Thông Trụ Trì giận không kiềm được, trầm giọng nói, Vô Cơ, lá gan em thật lớn, vậy mà có suy nghĩ sát sinh, lại muốn nấu thịt chó ăn, nghiệp chướng nặng nề quá. Có điều, nếu em đã có ý định này, thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, dù là bây giờ anh đang ngăn cản em. Em vẫn sẽ nghĩ cách làm cho bằng được. Nói đến đây, Viên Thông Trụ Trì thở dài một hơi, nói ai ya, ai bảo em là sư đệ của Bần Tăng chứ, Bần Tăng sẽ đi với em một lần, cùng em gánh chịu phần tội nghiệp này, để giảm bớt nghiệp chướng cho em. Nói xong, Viên Thông Trụ Trì nuốt ngụm nước miếng nói, chó hoang ở đâu, em có thể ăn cay được không? Ác! Vô Cơ lúc này trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, sư huynh, ý của em là... Chúng ta giúp con chó hoang kia trị thương đi, sau đó tìm cho nó một chỗ trú, anh đang nói cái gì vậy hả? Viên Thông Trụ Trì. Lúc này, núi Võ Đang. Viên Thông Trụ Trì sau khi cùng Phật tử Vô Cơ rời đi, thì một số người luyện võ của những tông phái khác vốn đang ở lại đó, cũng lần lượt rời đi. Thời đại vàng son của giới luyện võ, bọn họ tất nhiên rất hài lòng. Còn về những tông phái từng tham gia càn quét nhà họ Tô ở núi Côn Luân, thì ai nấy đều cảm thấy bất an. Tô Thương đã lên tiếng, để họ giao ra người đã tham gia vào chuyện năm đó, thì sẽ bỏ qua hết chuyện cũ. Nhưng hơn 100 năm trước, người có năng lực tham gia, bây giờ cũng thuộc tầng lớp đỉnh cao của tông phái rồi. Những lão đại này sao lại có thể tự nguyện dâng mình ra, dùng chuyện này để được Tô Thương tha thứ được chứ? Nhưng bên cạnh đó cũng có một vài tông phái khác, lại có thực lực mạnh mẽ hơn. Không phải do những người kia làm chủ. Tóm lại, sau ngày hôm nay, giới luyện võ lại tương đương với chuyện thanh tẩy thêm một lần nữa. Lúc này, bên ngoài Võ Đang cổ trấn, Thiên Sơn Tuyết, Tây Giao, Lan Diệu Y, Triệu Chỉ Nhược, bốn người cùng chung một chỗ. Thiên Sơn Tuyết, con trai và con gái của cô, tôi sẽ sùng mạng mình để bảo vệ chúng, đừng quên chuyện cô đã đồng ý với tôi. Tây Giao nói xong, liền bay lên trên. Hình bóng biến mất ngay hiện trường. Thiên Sơn Tuyết, không ngờ cô ai ya. Lan Diệu Y nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết, thở dài một hơi, sau đó nói, chuyện lúc trước, đắc tội với cô nhiều rồi, những xung đột nhỏ đó của hai chúng ta, thôi thì xóa bỏ đi. Được. Thiên Sơn Tuyết thấy vậy, tất nhiên vui vẻ đón nhận, sau đó nói, hai người các cô khác với Tây Giao với Tô Thương có chút sự cố, tôi có thể nói chuyện với Lý Nguyệt thay cho cô ấy. Có điều, chuyện của hai cô thì tôi không giúp được gì rồi, đầu tiên, tôi không phản đối, muốn làm người phụ nữ của Tô Thương, các cô phải tự mình tranh thủ thôi. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, nhưng có một vài chuyện, các cô phải nhớ kỹ, Lý Nguyệt nhà họ Lý ở Giang Bắc, là vợ cả của Tô Thương, không có bất kỳ ai có thể thay thế được. Nếu hai cô thật sự có thể làm người phụ nữ của Tô Thương, cũng nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy, đừng lục đục với nhau. Lừa mình dối người, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí, coi như tôi, .coi như tôi không có ở đây, thì sẽ có Tây Dạo chủ trì đại sự. Thiên Sơn Tuyết chăm chú căn dặn. Lan Diệu Y cùng Triệu Chỉ Nhược đều gật đầu, cũng không phản cảm với lời nhắc nhở của Thiên Sơn Tuyết. Bởi vì vị trí của Thiên Sơn Tuyết trong lòng Tô Thương, chắc chắn cao hơn hai người họ, vì thế họ tất nhiên nghe theo Thiên Sơn Tuyết rồi. Hai người đến Giang Bắc đi, gặp Lý Nguyệt một lần. Tô Thương làm xong việc, chắc là cũng sẽ đến Giang Bắc đó. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp. Được. Lan Diệu Y và Triệu Chỉ Nhược, cùng nhau đồng ý, sau đó biến mất trong đêm tối. Tô Thương anh đi gấp quá, lần từ biệt này, không biết còn cơ hội gặp lại nữa không? Mặc dù em không nỡ bỏ anh, không nỡ bỏ con, nhưng từ lúc em ra đời, vận mệnh đã chủ định trước, em phải sống ở núi Cửu Phong rồi. Thiên Sơn Tuyết nhìn vào bầu trời đêm. Mặt mũi đầy buồn rầu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định. Đệ tử núi Cửu Phong nghe lệnh, thắng trận rồi, nhanh trở về núi Cửu Phong thôi. Không lâu sau, đông đảo tông phái đang ở núi Võ Đang cũng đồng loạt rời đi. Vương Trọng Vân đứng tại đỉnh núi, lẩm bẩm cảnh giới võ tôn hạ, với mình mà nói thì cũng không khó. Nhưng mình vì cái gì,
mà luôn có một dự cảm xấu thế này, chẳng lẽ lại có chuyện lớn gì xảy ra hay sao? Vương Trọng Vân biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng, cuối cùng quyết định ra tay xem trước thiện cơ, nhìn xem tương lai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Thế là, Vương Trọng Vân dưới bầu trời đêm, quanh thân chân khí phun trào, bát quái trận lập tức hiện ra, lấy ông ấy làm trung tâm, tản ra uy thế kinh khủng. Bù! Sau một giây, trên bầu trời đêm, mây đen rút đi, ánh trăng sáng ngời chiếu nghiêng xuống, ngay trên người Vương Trọng Vân. Cứ như vậy kéo dài khoảng 10 giây, Vương Trọng Vân sắc mặt dần dần nghiêm trọng hơn, trong mắt hiện ra một vẻ hoảng sợ. Phụt! Sau đó, Vương Trọng Vân quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Vốn dĩ ông ấy đã bị trọng thương, giờ này vết thương lại càng nặng hơn, khí tức cũng dần hỗn loạn. Cùng thời gian đó, bát quái trận dưới chân Vương Trọng Vân cũng dần dần giải tán đi, bầu trời đêm trở về trạng thái bình thường. Sư phụ. Chấm, lúc này, Vương Giã Võ Đăng đã vội bước lên phía trước, đỡ Vương Trọng Vân dậy, ân cần hỏi thăm, sư phụ không sao chứ? Khụ, không sao đâu. Vương Trọng Vân lấy ra một viên thuốc ăn vào, sau đó bắt đầu điều tức cơ thể. Sư phụ tính toán cái gì vậy, sao lại chịu phản vệ mạnh mẽ như thế chứ? Vương Giã tò mò hỏi. Nghe nói như thế, Vương Trọng Vân ngẩng đầu. Nhìn vào bầu trời đêm, sắc mặt nghiêm trọng nói, loạn rồi, thiên hạ sắp loạn rồi, nửa năm sau, sẽ có cường giả ngoại vực đến trái đất. Thời gian rất nhanh, thấm thoát đã là chiều ngày hôm sau rồi. Đoàn người Tô Thương ngồi máy bay trực thăng, cuối cùng cũng đến được núi Côn Luân. Dãy núi Côn Luân, nằm tiếp giáp với Tân Thanh, từ phía tây cao nguyên phía đông, đi ngang qua hai nơi của Tân Thanh. Tổng chiều dài, hơn 2.000 km. Kéo dài không dứt, cảnh sắc tráng lệ. Núi Côn Luân, lại gọi là Côn Luân Hư, là thần núi đầu tiên của nước Hoa, từ xưa đến nay luôn tràn đầy sắc thái thần bí. Thái Sơn có ngũ nhạc đứng đầu, bao la hùng vĩ, Hoàng Sơn lấy kỳ thạch nổi tiếng thiên hạ, không thua gì vùng núi tế trời. Ngũ nhạc năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa nước Hoa, đông nhạc Thái Sơn, tây nhạc Hoa Sơn, nam nhạc Hành Sơn, bắc nhạc Hằng Sơn và trung nhạc Tung Sơn. Cảnh sắc ở các ngọn núi nổi tiếng của nước Hoa đều có những nét riêng biệt. Nhưng những dãy núi đó đều không thể đánh đồng với núi Côn Luân được. Núi Côn Luân có vị trí đặc thù, nghe đồn là chỗ ở của tiên nhân, lúc ẩn lúc hiện rất thần bí, có người tôn sùng nó là ông tổ của vạn ngọn núi, vì thế có thể thấy được tầm quan trọng của núi Côn Luân. Giờ phút này, đoàn người Tô Thương đứng dưới núi Côn Luân. Máy bay trực thăng lượn vòng quanh đó cách đó không xa. Nơi này chính là núi Côn Luân hả? Tô Thương dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía núi Côn Luân, nghiêm túc quan sát, rất nhanh liền lập tức toát ra vẻ kinh hoàng, tự lẩm bẩm, có chỗ thần kỳ thế này sao, một ngọn núi mà có thể tác động tới cả vận mệnh của cả trái đất. Khó trách tiên đế ngoại vực lại có thể đem tinh không cổ lộ vào để ở đây, toàn bộ trái đất này. Chỉ sợ cũng không có chỗ nào có thể chịu được lực lượng khổng lồ của tinh không cổ lộ đâu. Tô Thương tiếp tục quan sát, đồng thời lẩm bẩm nói, bốn phía dãy Côn Luân, cái tầng đó hình như có màn sáng vô hình, nối thẳng lên không trung, trên có tàn hồn của nhân tộc sau khi hiến tế, chắc chắn đây chính là trận pháp thiên nhiên của trái đất trong miệng Tô Ma nói. Không ngờ rằng núi Côn Luân, vậy mà có trận pháp thiên nhiên che chở, trong này rốt cuộc là có cái gì chứ? Tô Thương càng ngày càng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, trận pháp thiên nhiên này, còn không có dấu vết bị phá vỡ, xem ra ba tên tiên đế ngoại vực kia, cũng chưa từng tiến vào Côn Luân. Cái này cũng khó trách, trận pháp thiên nhiên phòng ngự kinh người, cho dù là mình vào thời kỳ hưng thịnh nhất, cũng chưa chắc có thể dung chuyển được, chỉ sợ trái đất nếu lỡ bị tiêu diệt rồi, thì núi Côn Luân vẫn tồn tại như cũ, tiên đế ngoại vực không xông vào được núi Côn Luân, là chuyện đương nhiên rồi. Tô Thương quan sát tiếp, phía trên núi Côn Luân, tổng cộng có hai cột ánh sáng nối thẳng lên không trung. Hai cột ánh sáng này, đường kính không khác biệt lắm, khoảng 10 mét, mọc lên đột ngột từ dưới đất, sâu vào mây trời. Cái mà Tô Thương mới vừa nói, là cột ánh sáng phía bên phải, màu đỏ như máu, trên đó có linh hồn nhân tộc đang gào thét. Còn về một cái cột ánh sáng khác, thì là màu mạ vàng, sáng chói mắt, tràn đầy hấp dẫn. Giống như bước vào thì có thể được bất tử, đi đến một con đường đời đời bất diệt vậy. Đây là, tinh không cổ lộ hả?
Tô Thương nhìn chăm chú vào cột ánh sáng màu mạ vàng, sau đó nói, tiên đế ngoại vực, tác phẩm thật lớn đó nha. Việc mở ra một cánh cổng giữa trái đất và thế giới bên ngoài, xuyên qua khoảng không vô tận, đòi hỏi rất nhiều năng lượng và tài nguyên, thật sự khiến người khác chấn động mà. Tô Thương tiếp tục nói, cho dù là mình ra tay lúc đỉnh phong nhất, chỉ ít cũng cần 100 năm mới có thể làm ra được một cái cổng tương tự thế này. Tinh không cổ lộ, thực chất cũng là cổng vận chuyển. Đạt tới cấp bậc tiên đế, đưa tay ra giữa thì có thể mở ra cánh cửa vận chuyển rồi, chỉ có điều khoảng cách có hạn. Nếu như muốn vận chuyển khoảng cách xa, cần phải lãng phí thời gian và tinh lực. Nhưng giống như tinh không cổ lộ ở núi Côn Luân, cũng không đơn giản là khoảng cách vận chuyển, đây là vượt qua ngàn tỷ dặm vận chuyển của tinh hà rồi. Loại thủ đoạn vận chuyển này, nhất định phải vận dụng trí bảo tối cao nhất, nếu không thì tinh không cổ lộ sẽ không có cách nào mà chống đỡ được. Tiên đế ngoại vực, khoảng không vũ trụ, tiên đế chân chính tổng cộng nhiều như thế, không biết ba người để mắt tới trái đất này có biết hay không nữa. Tô Thương nhìn vào tinh không cổ lộ, cười nói, có cơ hội phải nhìn một chút trí bảo chống đỡ tinh không cổ lộ mới được, loại trí bảo cấp bậc này, chắc chắn là đế khí của tiên đế rồi. Đế khí cần dùng tinh huyết tẩm bổ, giống như hồn phách xương cốt, một vị tiên đế, cả đời chỉ có thể có một loại đế khí, nếu đế khí bị hủy, thì cảnh giới tiên đế sẽ bị trượt xuống, rơi xuống cảnh giới chuẩn tiên đế. Tô Thương nói, nếu mình không đoán sai, Tô Ma cũng là vì không bồi dưỡng được đế khí, vì thế mới là chuẩn tiên đế, nếu có cơ hội dưỡng được ra đế khí cho bản thân, cũng không phải không có khả năng bước vào cảnh giới tiên đế. Nói tóm lại, thông qua đế khí để chống đỡ tinh không cổ lộ. Mình có thể nhìn được một cách sơ lược, nếu như tiên đế mở ra tinh không cổ lộ ra người mình đã quen biết cũ, mình nhất định có thể nhận ra. Tô Thương thản nhiên nói, lại không vội vàng đi về phía trụ ánh sáng mạ vàng đó, cũng không tiến vào núi Côn Luân báo thù. Bây giờ, anh có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đoàn Khánh Sinh, Tô Thương mở miệng. Có thuộc hạ. Đoàn Khánh Sinh lên trước một bước, quỳ một chân xuống đất, chắp tay lễ độ cung kính. Trước đó ông nói, năm anh em các ông, giúp thu dọn những cái xác chết thảm của nhà họ Tô. Tô Thương dò hỏi, hơn 100 năm qua đi, bây giờ còn nhớ vị trí đó nữa không? Nhớ kỹ, Đoàn Khánh Sinh trả lời. Đã nhiều năm như vậy, cũng không ai biết Tây Môn Phong Vân có phát hiện ra chỗ các ông chôn xác xuống, có phá hủy hay không, ai ra, cứ đi qua đó xem rồi nói sau đi. Tô Thương thản nhiên nói, dẫn đường đi. Vâng. Đoàn Khánh Sinh đồng ý, sau đó lên trước dẫn đường, dẫn Tô Thương, Ali, Tây Môn Long Ngâm, rời khỏi hiện trường. Mấy phút sau, chân núi phía đông Côn Luân. Nơi này có một mảnh đất trống, nhưng không có phần mộ nào, đến một nấm mộ cũng không có. Không đúng. Đoàn Khánh Sinh nghi ngờ nói, lúc trước năm anh em chúng tôi, rõ ràng là đem thi thể chết thảm của nhà họ Tô. Cậu chủ, có phải thời gian trôi qua quá lâu, làm cho mấy nấm mồ đều biến mất rồi phải không? Nấm mồ sẽ biến mất, nhưng hài cốt thì không thể. Tô Thương lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh bốn phía, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trầm giọng nói, xung quanh phạm vi mấy trăm mét, dưới đất cũng không có bộ hài cốt nào, rõ ràng là Tây Môn Phong Vân đã phát hiện ra chuyện các ông làm, lại đào mấy cái xác tổ tiên nhà họ Tô lên một lần nữa rồi. Tây Môn Phong Vân đáng chết, năm đó phản bộ ông cố tôi, giết hại mọi người nhà họ Tô, còn để họ chết không được bình yên, chó má, hôm nay tôi chắc chắc phải nghiền xương các ông thành cho. Tô Thương ánh mắt trầm như nước, hai mắt đỏ ửng, ánh mắt tràn ngập sát ý. Tây Môn Long Ngâm thấy cảnh này, nhất thời run lên một cái, sợ Tô Thương giận lây sang mình. Cậu chủ, Tây Môn Phong Vân đào hài cốt tổ tiên nhà họ Tô làm cái gì chứ? Ali nghi ngờ nói. Không biết, cái này thì phải hỏi ông ta. Tô Thương lắc đầu, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú vào khu nhà trên núi Côn Luân, hai mắt phát ra hai luồng sáng sắc bén. Cậu chủ! Đúng lúc này, Tây Môn Long Ngâm vì nịnh nọt Tô Thương, liền mở miệng nói, cậu chủ, anh bất giận, tôi biết mộ phần của tổ tiên gia tộc Tây Môn ở đâu, bây giờ có thể dẫn anh qua đó, thu lại chút lợi trước đã. Cả đời Tây Môn Phong Vân này, quan tâm nhất là phụ nữ. Nên đều chôn ở đó, nếu như anh hủy đi phần mộ tổ tiên đó, Tây Môn Phong Vân chắc chắc sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa. Tây Môn Long Ngâm nịnh nọt nói.
có thể. Đưa tôi đi đi. Tô Thương gật đầu đồng ý, đồng thời híp hai mắt nhìn Tây Môn Long Ngâm, trong lòng dâng lên sát. Một người đến tổ tiên cũng không để ý đến, đã không cần phải sống nữa rồi. Chờ anh ta mất đi tác dụng rồi, sẽ tiễn anh ta đến địa ngục chuộc tội. Tiếp theo đó, đoàn người của Tô Thương dưới sự dẫn đầu của Tây Môn Long Ngâm đi thẳng đến mộ phần tổ tiên của gia tộc Tây Môn. Đương nhiên, Tô Thương cũng còn chưa bị ến thái đến mức như vậy, đi làm nhục những bộ xương khô trong mộ phần tổ tiên, anh chỉ muốn ở ngay mộ phần tổ tiên chờ Tây Môn Phong Vân tới. Lúc trước Tô Thương đã thể hiện rõ ý của mình là bản thân anh sẽ đến núi Côn Luân để báo thù. Lúc đó, Tây Môn Phong Vân còn chưa biết giới luyện võ sẽ cải biến thành công, cũng không biết Tô Thương đã dùng quà tặng của cuộc cải biến giới luyện võ mà có được một nhóm cao thủ võ tôn. Cho nên Tây Môn Phong Vân mới mở miệng nhận lời, ông ta căn bản không để Tô Thương vào trong mắt của mình. Nhưng nếu như Tây Môn Phong Vân biết được sự tình, chắc chắn sẽ chạy trối chết cho mà xem. Mười mấy 20 canh giờ đã trôi qua, Tây Môn Phong Vân chắc hẳn cũng đã biết rồi, để tránh mình vồ hụt, Tô Thương nghe nói Tây Môn Phong Vân quan tâm nhất chính là người được chôn ở sau mộ phần tổ tiên, thế là anh quyết định sẽ ở mộ phần tổ tiên đợi Tây Môn Phong Vân. Rất nhanh, mấy người Tô Thương đã đến phía sau lưng núi Côn Luân, đây chính là một khu mộ. Ở ngay vị trí chính giữa có một tấm bia vô cùng tráng lệ, bên cạnh có bày ra rất nhiều đồ cúng. Có hoa quả, có hoa tươi, có các loại thịt, toàn bộ đều tươi mới, mà các tấm bia mộ khác ở xung quanh cũng không hề có tí bụi bám bẩn nào, rõ ràng là thường xuyên có người tới cúng bái. Trên tấm bia khắc mấy chữ thật to, mộ của Thích Phu Nhân, chồng, Tây Môn Phong Vân, lập. Cậu chủ, Tây Môn Long Ngâm vội vàng bước lên trước, nịnh nọt nói, đây chính là bia mộ của người mà Tây Môn Phong Vân yêu thương nhất. Theo như tôi quan sát thấy thì Tây Môn Phong Vân chỉ cần ở núi Côn Luân, nếu như không phải bế quan thì hầu như mỗi ngày ông ta đều đến tế bái trước mộ của Thích Phu Nhân, ông ta vô cùng quan tâm đến vong linh của Thích Phu Nhân, thậm chí còn không cho phép bất kỳ ai đến gần chỗ này. Tây Môn Long Ngâm nói tiếp, nếu như cậu có thể hủy đi mộ phần của Thích Phu Nhân, vậy thì so với việc giết Tây Môn Phong Vân còn khiến ông ta khó chịu hơn. Tây Môn Long Ngâm, Tô Thương thật sự không nghe nổi nữa rồi, nhìn sang Tây Môn Long Ngâm, khẽ cười nói, Thích Phu Nhân là phu nhân của Tây Môn Phong Vân, Tây Môn Phong Vân là lão tổ nhà anh, nói như thế thì Thích Phu Nhân cũng chính là lão tổ tông của anh thật sự không quan tâm chút nào sao. Chuyện này, Tây Môn Long Ngâm giải thích nói, cậu chủ, cậu chắc là chưa biết, Tây Môn Phong Vân là lão tổ tông của tôi là thật, nhưng Thích Phu Nhân thì lại không phải. Thích Phu Nhân là vợ đầu của Tây Môn Phong Vân, ông nội tôi là do Tây Môn Phong Vân và một người hầu gái sinh ra, cơ thể Thích Phu Nhân có vấn đề cho nên không sinh con được, sự tồn tại của chúng tôi chỉ là để nói dõng tông đường mà thôi. Tây Môn Long Ngâm nói tiếp, tôi nghe người đời trước nói, Tây Môn Phong Vân độc sủng Thích Phu Nhân, lạnh nhạt với bà cố của tôi, khiến bà ấy u buồn cả đời, rồi sinh bệnh mà chết. Đối với Thích Phu Nhân, đời này của chúng tôi đã oán hận từ lâu. Chỉ là không dám ra tay với mộ phần của bà ta mà thôi. Tây Môn Long Ngâm nói thêm. Thì ra là vậy. Tô Thương nở một nụ cười. Mấy người là ai? Chính ngay lúc này, bỗng nhiên có người làm của gia tộc Tây Môn đi tới. Bốn người này, có ba người là cảnh giới thần tông, thực lực cũng không tính là yếu. Trong đó còn có một người đã là cảnh giới võ thần lục địa. Là tôi. Tô Thương còn chưa mở miệng thì Tây Môn Long Ngâm đã đứng ra trước tiên, thản nhiên trả lời. Thì ra là đại thiếu gia à. Trong bốn người, tên võ thần lục địa kia liền chắp hai tay lại, cung kính nói, đại thiếu gia, bốn người chúng tôi theo lệnh bảo vệ mộ phần của Thích Phu Nhân, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đại hội võ thuật kết thúc rồi sao? Giới luyện võ có phải đã cải biến thành công rồi không? Hôm qua tôi đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi khác thường của trời đất. Một bước phóng ra thì đã từ thần tông đỉnh phong bước vào cảnh giới võ thần lục địa rồi. Chúng tôi cũng đã được đột phá, đại thiếu gia, có thể nói cho chúng tôi biết ở trên núi võ đang đã xảy ra chuyện gì không? Ba người còn lại cũng nhao nhao lên nói. Ha ha, Tây Môn Phong Vân híp mắt lại, nở một nụ cười nhạo, cũng không trả lời câu hỏi của bốn người đó, mà lại bước nhanh về phía trước, định ra tay dế tê chết bốn người này. Đại thiếu gia. Xin anh dừng bước.
Tên luyện võ cảnh giới võ thần lục địa thấy vậy liền ngăn cản lại nói, lão tổ tông đã có lệnh, mộ phần của Thích phu nhân bất kỳ ai cũng không được lại gần 3 mét, nếu không thì sẽ bị giết chết không cần hỏi, không có ai là ngoại lệ. Chúng tôi cũng chỉ là theo lệnh mà làm, đại thiếu gia, xin cậu đừng làm khó chúng tôi. Tên luyện võ cảnh giới võ thần lục địa kia nói thêm vào. Hừ, Thích phu nhân, chết thì cũng đã chết rồi, còn có cái gì không thể mạo phạm chứ? Hôm nay, tôi chính là muốn hủy đi mộ phần của Thích phu nhân, đem xương cốt của lão yêu tinh đó nghiền nát thành bụi. Tây Môn Long ngâm hừ lạnh một tiếng, vô cùng phách lối nói. Đại thiếu gia, cậu! Tên võ thần lục địa nghe đến lời này cả người đều ngây ngẩn cả ra, sau khi phản ứng lại thì trầm giọng nói, đại thiếu gia, sao cậu lại bất kính với Thích phu nhân như vậy? Xem ra cậu chắc là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma rồi, người đâu, đem đại thiếu gia trói lại giao cho lão tổ tông, mời lão tổ tông định đoạt. Vâng, đại thiếu gia, đắc tội rồi. Ba người kia nghe lệnh, gần như cùng lúc đi về phía Tây Môn Long Ngâm, chân khí phun trào quanh thân. Ầm, ầm, ầm. Nhưng sau một giây, Tây Môn Long Ngâm lại đột nhiên ra tay, một luồng sức mạnh mênh mông trào ra. Cùng với ba âm thanh vang lên, trong nháy mắt mà thôi, ba người đang xông về phía anh ta liền hóa thành ba vũng máu. Cảnh giới võ tôn, khủng bố như vậy đó. Tây Môn Long Ngâm bây giờ, đã tiếp nhận sự tẩy rửa của Kim Quang, đã là cảnh giới võ tôn, chỉ ba tên thần tông thôi mà, đương nhiên không thể chịu đựng một chiêu của anh ta rồi. Cái gì? Tên võ thần lục địa kia thấy vậy, lập tức sợ hãi vô cùng, kinh hoàng nói, đại thiếu gia, cậu. Thực lực của cậu. Ặc, người này còn chưa nói hết câu thì đã bị Tây Môn Long Ngâm ra tay lần nữa, chỉ trong nháy mắt, người này đã chết oan chết uổng. Cậu chủ, phá hủy bia mộ, chuyện này truyền đi cũng không dễ nghe, vậy nên để cho tôi thay cậu làm chuyện này đi. Giải quyết xong bốn tên người làm bảo vệ bia mộ của gia tộc Tây Môn xong, Tây Môn Long Ngâm liền mở miệng nói. Tiếp theo đó, mặc kệ Tô Thương có đồng ý hay không, Tây Môn Long Ngâm liền đột nhiên ra tay, sức mạnh hào hùng nhanh chóng hướng về phía mộ phần của Thích phu nhân mà đánh tới. Ầm, một âm thanh chói tai vang lên, mộ phần của Thích phu nhân trong chốc lát bị chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, ở phía trong lại không hề thấy một cỗ quan tài nào, cũng không thấy bộ xương khô nào, dưới mộ phần hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhìn thấy một cái cửa dẫn vào một đường hầm. Hừ. Tô Thương ngay khi nhìn thấy cửa vào thì anh khẽ nhíu mày lại hỏi, Tây Môn Long Ngâm, đây là chuyện gì vậy, anh có biết cái cửa này dẫn tới đâu không? Không rõ nữa. Tây Môn Long Ngâm lắc đầu, thành thực nói, bình thường tôi không có cách gì lại gần mộ phần của Thích phu nhân cả, cho nên không biết ở đây còn có một đường hầm. Thì ra là vậy. Đi, đi xuống xem. Tô Thương ra quyết định, rồi lập tức tiến lên phía trước, bước nhanh vào đường hầm. Ali, Đoàn Khánh Sinh, cũng đi theo sau. Cậu chủ, Tây Môn Long Ngâm vốn còn có chút lo lắng, phía dưới liệu có nguy hiểm hay không, nhưng ba người Tô Thương đã đi vào rồi, anh ta chỉ đành theo sau mà thôi. Con đường hầm này cũng không dài, và nó đi xuống một góc 45 độ. Đám người Tô Thương rất nhanh đã đi đến cuối con đường rồi. Đây là một không gian rộng khoảng 80 mét vuông, bốn phía trưng bày đều là bài vị, khoảng chừng 200 cái linh vị. Cái linh vị được đặt ở vị trí trung tâm, trên đó viết một cái tên mà Tô Thương vô cùng quen thuộc. Tô Vô Kỵ. Chính vị của đống bài vị này tại sao lại có linh vị của Tô Vô Kỵ, là ai lập chứ? Tô Thương nhíu mày, ngắm nhìn hơn 100 cái linh vị ở bốn phía, phát hiện ra đa số chủ nhân của các linh vị này đều là họ Tô. Chuyện gì đây? Bọn họ là ai? Tại sao lại cùng với linh vị của Tô Vô Kỵ xuất hiện ở đây? Tô Thương nghĩ mãi vẫn không ra. Tô Chiến Long, Tô Thanh Y, Tô Bất Phàm. Đoàn Khánh Sinh ở bên cạnh bước đến, sau khi nhìn thấy mấy cái tên ở trên linh vị thì lập tức kinh ngạc nói, cậu chủ, mấy cái tên này thuộc hạ có biết, bọn họ đều là đệ tử của tiền bối Tô Vô Kỵ. Tô Vô Kỵ cả đời tung hoành có thu nhận 10 đứa trẻ mồ côi làm đệ tử, cũng đặt tên cho bọn họ. Trong đó, Tô Chiến Long là đứng thứ hai, Tô Thanh Y đứng thứ ba. Lúc trước Phù Dung xuất hiện ở núi Võ đang tên gọi là Tô Phù Dung, là người cuối cùng, là tiểu sư muội của bọn họ. Đoàn Khánh Sinh rõ ràng là có biết rõ chuyện năm đó, nói tiếp,
về phần đại sư huynh thì chính là ông chủ của núi Côn Luân bây giờ, Tây Môn Phong Vân. Nghe nói năm đó Tây Môn Phong Vân từ chối cái tên do tiền bối Tô Vô Kỵ đặt cho ông ta, vì ông ta nhớ rõ tên họ của mình nên không chịu dùng họ Tô. Đoàn Khánh Sinh nói tiếp, 100 năm trước, Tây Môn Phong Vân phản bội lại Tô Vô Kỵ, Tô Chiến Long, Tô Thanh Y, Tô Phù Dung, đông đảo cả nhóm cao thủ nhà họ Tô cùng chung tay bảo vệ núi Côn Luân. Nhưng kết quả, thì toàn bộ bọn họ bị giết chết hết, thậm chí, chính tay Tây Môn Phong Vân giết chết Tô Chiến Long, cùng với Tô Thanh Y, chỉ có Tô Phù Dung dưới sự yểm trợ của mọi người mới mang theo được ông nội Tô Kiền Khôn của cậu chạy thoát khỏi núi Côn Luân. Những chuyện này, đều là chính mắt tôi nhìn thấy, tuyệt đối không sai, lúc đó các tông phái lớn có rất nhiều người có mặt ở đó. Sau chuyện đó, xác của Tô Chiến Long, Tô Thanh Y đều do năm anh em chúng tôi xử lý, tôi nhớ rất rõ ràng, người anh hai tôi chôn chính là Tô Chiến Long. Đoàn Khánh Sinh nghi hoặc nói, mà nơi đây chính là mộ phần của Thích Phu Nhân, những bài vị lại ở dưới mộ phần này, Tây Môn Phong Vân lý nào không biết được. Kỳ lạ, Tây Môn Phong Vân sao lại đem linh vị của những người này đặt dưới mộ phần của Thích Phu Nhân chứ? Tô Thương cũng nhíu mày như Đoàn Khánh Sinh, rõ ràng đối với chuyện này anh cũng vô cùng khó hiểu, Tây Môn Phong Vân tại sao lại làm như vậy? Ông ta chắc chắn là chưa phát hiện ra. Lúc này, Tây Môn Long Ngâm suy đoán nói, có lẽ có người cố ý làm như vậy, mục đích là để mỗi lần Tây Môn Phong Vân cúng bái Thích Phu Nhân cũng chính là cúng bái liệt tổ của nhà họ Tô, từ đó khiến cho Tây Môn Phong Vân cảm thấy buồn nôn. Có lý, Đoàn Khánh Sinh nghe vậy, cũng gật đầu tán đồng. Chỉ là, Tô Thương cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Nhưng mà, bất luận nói như thế nào thì những linh vị ở đây đều là liệt tổ của nhà họ Tô, nếu như Tô Thương đã tới đây thì làm gì mà có đạo lý không cúng bái bọn họ chứ? Thế là, Tô Thương quỳ hai chân xuống đất, dập đầu khấu lại ba cái, sau đó lại nhìn về các bài vị xung quanh bốn phía, trịnh trọng nói, liệt tổ liệt tông nhà họ Tô, cùng với các vị có công với nhà họ Tô, cảm ơn. Năm đó nếu như không phải là có mọi người thì ông nội tôi cũng không có cơ hội chạy thoát. Nhà họ Tô cũng không còn lưu lại được huyết mạch, tóm lại, vô cùng cảm kích mọi người. Chấm, Tô Thương trầm giọng nói, xin mọi người hãy yên tâm, phàm những ai tham gia vào chuyện này, một người tính một người, tôi đều không tha cho ai cả. Còn có tên phản bội Tây Môn Phong Vân, mọi người cứ chờ xem đi, rất nhanh thôi tôi sẽ bắt ông ta quỳ sám hối trước linh vị của mọi người, tiễn ông ta xuống địa ngục, chôn cùng với mọi người. Tô Thương lạnh giọng nói, phản bội lại nhà họ Tô, giết họ hàng của tôi, ác quả có thể đến trễ nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu đi. Sau khi nói hết những lời này, Tô Thương lại dập đầu khấu lại thêm ba cái, rồi mới đứng dậy. Ali, Đoàn Khánh Sinh, Tây Môn Long Ngâm, ba người nhìn thấy Tô Thương quỳ, đương nhiên cũng quỳ xuống theo, rồi cùng dập đầu khấu lại theo Tô Thương. Làm xong mọi thứ, Tô Thương bước nhanh đến trước linh vị của Tô Vô Kỵ, trực tiếp lấy linh vị của ông ấy xuống. Sau đó, anh ấy dùng trưởng lực, đánh vỡ linh vị của Tô Vô Kỵ thành bột mịn. Ông cố, cháu tin ông còn sống, linh vị này, có ý tứ nguyền rủa ông, như vậy không tốt, cháu thay ông phá hủy nó. Tô Thương mỉm cười nói. Sau đó, Tô Thương lại ra tay phá vỡ mật thất này để cho hơn 100 vong linh nhà họ Tô này lại được thấy ánh mặt trời. Bù! Ngay sau đó, Tô Thương không ẩn giấu khí tức của mình nữa. Mà tỏa ra uy thế cây ết ủng bố của mình, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, như nước sông cuồn cuộn dâng lên, tràn lên các tòa nhà ở núi Côn Luân. Sau đó, giọng nói của Tô Thương như tiếng chuông đồng vang lên, lạnh lùng nói, Tây Môn Phong Vân, ở trước mộ phần của Thích Phu Nhân, ra đây mà chịu chết đi. Giọng nói của Tô Dương, hòa cùng linh khí hùng hậu, trong nháy mắt lan tràn khắp núi Côn Luân. Trong chốc lát, núi Côn Luân liền rơi vào hoảng loạn. Các cao thủ của gia tộc Tây Môn nhao nhao dùng khinh công bay đến. Là ai, mà dám nói năng ngông cuồng ở núi Côn Luân, không muốn sống nữa sao? Hừ, tên của lão tổ mà mày cũng dám kêu sao, cái đồ ngông cuồng. Cái gì, mộ phần của Thích Phu Nhân bị hủy rồi, đó là người mà lão tổ quan tâm nhất đó, mấy người thật sự muốn chết rồi sao, không ai cứu nổi mấy người đâu. Hừ, đại thiếu gia. Chấm chấm chấm. Đông đảo các ông chủ của gia tộc Tây Môn, sau khi đến nơi đều không kiềm được tức giận,
nhao nhao lên mở miệng chửi mắng. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra Tây Môn Long Ngâm ở bên cạnh, nên nhất thời đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đại thiếu gia, chuyện này là sao, sao câu lại đi cùng với mấy người này? Một lão già cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong mở miệng nói. Thực lực của gia tộc Tây Môn ở trong giới luyện võ là thuộc hàng đỉnh cấp, chỉ nói về cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong thôi thì cũng đã có 3 người rồi. Lão già lúc nãy nói ra lời đó chính là một trong 3 người, ở trong gia tộc Tây Môn, địa vị vô cùng cao. Các thủ đoạn của Tây Môn Long Ngâm chính là học từ ông ta cũng được tính như là một nửa sư phụ của Tây Môn Long Ngâm. Cho nên, đối mặt với mấy người này, Tây Môn Long Ngâm có chút do dự, anh ta đứng nguyên tại chỗ không mở miệng trả lời. Ha ha! Tô Thương nhìn lão già tóc bạc, lạnh giọng nói, tôi là Tô Thương, truyền nhân của nhà họ Tô, là đời sau của Tô Vô Kỵ. Bây giờ, tôi đến đây là muốn tiêu diệt gia tộc Tây Môn, lấy lại núi Côn Luân. Hậu nhân nhà họ Tô. Ai mà ngờ, lão già tóc bạc nghe đến đây, liền nở một nụ cười nhạo, ha ha ha, tên nhóc con, mạnh miệng quá ha, vậy mà cũng nghĩ ra được, can đảm lắm, ha ha, cam đảm lắm. Nhưng mà, chỉ là hậu nhân của nhà họ Tô, thì tính là gì chứ, nhớ năm đó, các cao thủ kia của nhà họ Tô, thì tôi đã gợi ít chết không chỉ một người. Lão già tóc bạc lại nói tiếp, không chỉ vậy, Tô Thanh Y kia thậm chí còn bị chính tay tôi tra tấn đến chết. Chỉ đáng tiếc là, ông ta chết cũng quá nhanh rồi, tôi còn chưa chơi đủ thì ông ta đã đứt hơi rồi, ha ha ha. Nhóc con, cái tên hậu nhân nhà họ Tô hù dọa người khác thì còn được, nhưng đối với chúng tôi mà nói không có tác dụng gì đâu, 100 năm trước, chúng tôi đã dám giết chết hậu nhân nhà họ Tô rồi mà. Nếu như Tô Vô Kỵ còn sống thì bốn chữ hậu nhân nhà họ Tô sẽ tràn đầy sự uy hiếp, nhưng bây giờ, ha ha, Tô Vô Kỵ sớm đã chết rồi. Nhóc con, cậu đây chính là đi nạp mạng đó, ha ha. Các cao thủ xung quanh nghe vậy, lập tức bàn tán xôn xao, trên mặt đều nở nụ cười nhạo. Nhưng mà, những lời này đã chọc điên Tô Thương rồi, mặt anh trầm như nước, chăm chú nhìn tất cả mọi người, sau đó lạnh lùng nói, Tây Môn Lang Ngâm, giết cho tôi, toàn bộ giết sạch, không trừ lại một tên. Vâng, thì ra Tây Môn Long Ngâm còn đang do dự. Nhưng ngay khi nhận được mệnh lệnh của Tô Thương, thì không do dự nữa, ánh mắt run lên, kiên quyết nhảy vọt vào đám người. Tây Môn Long Ngâm thi triển đại từ đại bi trưởng, uy thế ngút trời, một trưởng đánh xuống, có thể giết được 5-6 người, không nương tay tẹo nào. Đây, thực lực của đại thiếu gia, mạnh thật đấy. Ban đầu đại thiếu gia không phải là cảnh giới thiên tông sao, đến thần tông cũng không phải. Tại sao đến tận bây giờ khí tức mới phát tán khủ âm bố như vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao đại thiếu gia lại nghe theo lời tên thế hệ sau của nhà họ Tô, mà ra tay với chúng ta vậy? Đại thiếu gia, mau dừng lại, chúng tôi đều là người của gia tộc Tây Môn cậu mà, chúng tôi trung thành tuyệt đối với gia tộc Tây Môn. Mọi người ở hiện trường, thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, thì có một số người không xem nữa. Nhưng cũng có người ở lại cầu xin Tây Môn Long Ngâm. Nhưng Tây Môn Long Ngâm thì ngoảnh mặt làm ngơ, trong đầu anh ta chỉ có mệnh lệnh của Tô Thương thôi. Giết giết giết! Anh muốn giết sạch tất cả mọi người của gia tộc Tây Môn, dựa vào đó để giành được sự thiện cảm của Tô Thương. Vài phút sau, cao thủ của gia tộc Tây Môn ở hiện trường, tự mình nghe thấy động tĩnh rồi lần lượt đi tới, toàn bộ đều bị Tây Môn Long Ngâm giết sạch, khoảng chừng 200-300 người. Thi thể sẽ chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Đại thiếu gia, lúc này, chỉ có một ông già tóc trắng cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong là vẫn còn sống, biểu cảm của ông ta thoáng chút phức tạp, nghiến răng nói, tại sao cậu lại ra tay thâm độc với người cùng dòng tộc như vậy được chứ? Ha ha, cả người Tây Môn Long Ngâm dính đẫm máu, trên mặt còn dính một cục thịt, lạnh lùng nói, bây giờ, Tô Thương thế hệ sau của nhà họ Tô, là cậu chủ của tôi. Cậu ấy bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó. Cái gì, vậy mà cậu đã đầu hàng tên thế hệ sau nhà họ Tô rồi à? Khuôn mặt của ông già tóc trắng tràn đầy sự kinh hoàng, thở hổn hển rồi lập tức nói, đại thiếu gia hồ đồ quá, cậu chính là con trai cháu trai đích tôn của gia tộc Tây Môn, tương lai sẽ tiếp quản gia tộc Tây Môn, trở thành bá chủ của giới luyện võ, tại sao lại suy nghĩ không sáng suốt vậy, thế mà lại.
im miệng đi. Tây Môn Long ngâm ngắt lời một cách không thương tiếc gì nói, cậu chủ Tô Thương của tôi, đã khởi động cải biến giới luyện võ, bây giờ đã là minh chủ võ lâm, hơn nữa bên người còn có vài vị cao thủ cảnh giới võ tôn, gia tộc Tây Môn đã bị tiêu diệt, là chuyện không thể nào thay đổi được, bá chủ giới luyện võ sao? Ha ha, đừng có nằm nữa. Nể tình ông có ơn dạy dỗ tôi có thể cho ông một cái chết thoải mái nhất, chịu chết đi. Vừa nói xong, ánh mắt Tây Môn Long Ngâm trở nên lạnh lùng, đột nhiên thi triển Hỗn Nguyên Thần Công kiểu thứ 8. Vù! Trong chốc lát, có một nguồn năng lượng sợ hãi bùng phát ra, trực tiếp xuyên thủng vào lồ âm ngực của ông già tóc trắng kia. Một cái đen như mực vết thương, trong nháy mắt xuất hiện, sau đó máu chảy ồ ạt. Ựa, đại thiếu gia, cậu! Khuôn mặt của ông già tóc trắng tràn đầy sự ngạc nhiên, ánh mắt phức tạp nhìn sang Tây Môn Long Ngâm. Cuối cùng ngã phịch một cái xuống đất, không thở nữa. Lúc này, toàn bộ cao thủ của gia tộc Tây Môn ở gần đó, cũng bị giết sạch, nhưng ở chỗ xa kia, còn có một số người của gia tộc Tây Môn, đang đứng nhìn, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, không người nào dám lại gần cả. Cậu chủ, đã giải quyết xong rồi. Tây Môn Long Ngâm quỳ một chân trên đất, vô cùng lễ phép báo cáo lại cho Tô Thương. Anh làm rất tốt, đứng lên đi. Tô Thương thấy vậy. Gật lòng gật đầu. Cảm ơn cậu chủ đã khen. Tây Môn Long Ngâm đứng lên, sau đó nhìn những người của gia tộc Tây Môn đang đứng ở phía xa kia, lạnh lùng hỏi dò cậu chủ, những người kia cũng giết hết ạ. Đừng nóng vội, lão tổ tông của cậu đã đến đây, cứ chờ một chút đi, mấy chuyện giết chóc này, thì cứ từ từ. Tô Thương khẽ cười nói. Vừa dứt lời, Tây Môn Phong Vân mặc một bộ quần áo màu trắng, đạp chân trên không, nhanh chân tiến tới. Tây Môn Phong Vân, cuối cùng ông đã tới rồi. Rất nhanh, Tây Môn Phong Vân liền dừng chân trên mặt đất, đứng chắp tay, khóe môi nhếch lên nhưng lại cười lạnh nhạt, như không nhìn thấy mấy trăm thi thể đang nằm trên mặt đất, đương nhiên không vì thế, mà ông ta nổi giận. Giống như, không có bất kỳ một sự liên quan nào đến việc Tây Môn Long Ngâm giết hại những người kia. Đúng, tôi đến rồi. Tô Thương tiếp nhận ánh mắt của Tây Môn Phong Vân. Ánh mắt tràn đầy sát khí nói, cho nên, ông có thể chết rồi đấy. Ha ha, muốn giết tôi à? Tây Môn Phong Vân để lộ ra một nụ cười, biểu cảm hối hận nói, hôm qua tôi về sớm, nên đã bỏ lỡ rất nhiều màn kịch đặc sắc rồi. Tôi tưởng rằng, thập đại cổ tộc có nhiều người đến như vậy, lại có cả Quân Vô Ưu và Nam Cung Dận ở đây, cậu không thể nào khởi động cải biến giới luyện võ đâu, bây giờ xem ra. Tôi đã đoán lầm rồi, đúng là phải để cậu khởi động mới được. Nói đến đây, Tây Môn Phong Vân thở dài một hơi nói, đúng là ông trời trêu ngươi mà. Bớt nói mấy lời vô dụng này đi, cho dù ông đến đây, cũng không thể ngăn cản được tôi đâu. Giọng điệu của Tô Thương thờ ơ nói, Tây Môn Phong Vân, năm đó ông phản bội ông cố tôi, còn hại chết bao nhiêu người anh em đồng môn của tôi, rồi đứng sau xui khiến các tông phái. Giết hại bậc ông cha từ đời trước của nhà họ Tô, những món nợ này, hôm nay phải thanh toán hết ở đây thôi. Tây Môn Long Ngâm, anh lên đi, đi phế bỏ tu vi của lão tổ tông nhà anh, sau đó giao ông ta cho tôi. Tô Thương hạ lệnh nói. Thực lực của Tây Môn Phong Vân, Tô Thương cũng có thể đoán ra được, chỉ là trúc cơ đỉnh phong, chưa từng bước đến cảnh giới giả đan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.